Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 14. Đúng vậy, rể ở lâu sinh tình cảm rồi đấy chứ, vừa rồi một người phụ nữ trung tuổi còn hỏi Đinh Dũng làm nghề gì, lúc này lại bày ra bộ mặt kỳ lạ, giả bộ đột nhiên vỡ lẽ. Ồ, đúng rồi, tôi quên mất cậu ta ở rể, đúng là có khả năng xuất phát từ tình cảm rồi. Câu này khiến không ít người cười phá lên, trước đó khi Đinh Dũng xuất hiện đã kéo theo không ít sự tò mò của mọi người. Thậm chí có không ít người đã có phỏng đoán riêng. Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Anh không để ý đến mấy lời dèm pha này nhưng Hàn Phương Nhiên lại không như vậy. Cô nghe thế thì mặt mày không còn được tự nhiên nữa. Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cũng tối sầm cả mặt. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lắc đầu bất lực. Suy cho cùng thì bọn họ cũng không thoát khỏi được sự ràng buộc của hiện thực. Thực ra cũng là bình thường thôi, Hàn Phương Nhiên dù gì cũng là người bình thường. Không thể so với một người có suy nghĩ thấu đáo như Đinh Dũng được. Trước đây cháu vẫn luôn muốn dọn ra nhưng bố mẹ lại không nỡ xa Phương Nhiên, muốn bọn cháu ở chung, Đinh Dũng cười nói, sau đó nhìn sang Lâm Hồng Ngạn, mẹ, thực ra con cũng có một việc vẫn muốn nói với mẹ. Thành Sơn, Hồng Ngạn, hai người làm vậy là không đúng rồi, Đinh Dũng còn chưa nói xong, Lão Triệu đã khuyên giải tận tình, con cái đã muốn dọn ra ngoài thì kệ chúng nó. Và lại một nhà bốn người sống chật chội như vậy cũng khó chịu mà phải không? Sau này có cháu thì càng chật chội, nói rồi, Lão Triệu thêm lời. Hai, là do chúng tôi không nỡ xa con, Lão Triệu nói đúng, Hàn Thành Sơn thở dài, cười gật đầu. Lâm Hồng Ngạn cũng vội gật đầu tỏ ý trước đó mình quá độc đoán chuyên quyền, không nên ràng buộc Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên như vậy. Vừa rồi bọn họ còn rất ngại nhưng không ngờ Đinh Dũng lại phản ứng nhanh như vậy. Do đó mà cũng giúp bọn họ giải vây. Thế nhưng Triệu Đức Trụ nghe vậy thì lại nhếch miệng cười châm chọc, mặt hắn gian rảo, có lẽ anh Đinh đây đã xem được nhà rồi, chỉ cần chú Hàn gật đầu nữa thôi. Cũng không biết anh Đinh xem được tòa nhà nào, tôi vừa mua nhà nên cũng có chút kinh nghiệm, vừa hay có thể giao lưu một chút, nói tới đây, Triệu Đức Trụ lại bày ra bộ dạng nghĩ cho Đinh Dũng. Đúng vậy, mua nhà cũng nhiều thủ tục lắm, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, có người thêm lời. Mấy ngày trước cháu trai tôi mua nhà còn bị lừa nữa. Đinh Dũng nghe vậy thì lắc đầu, thực ra vừa rồi cháu định nói có một việc mà cháu vẫn chưa nói với bố mẹ đó là cháu đã mua nhà rồi. Cái gì, người khác còn chưa nói gì mà Lâm Hồng Ngạn đã nhảy dựng lên. Bà ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó tin, cau mày hỏi, việc từ bao giờ mà sao mẹ không biết. Vì con sợ bố mẹ không đồng ý nên con vẫn chưa nói, Đinh Dũng nhún vai, sau đó nói với Triệu Đức Trụ. Còn ở đâu thì tôi tạm thời chưa nói được, hai ngày nay vừa hay mới tu sửa xong, tới lúc đó mời mọi người tới chơi. Vốn dĩ Hàn Thành Sơn mặt mày còn cứng đơ nhưng nghe Đinh Dũng nói vậy thì thay đổi hẳn sắc mặt. Đinh Dũng không phải muốn cho ông ta đường lui nên mới nói vậy chứ. Cả đám bạn học của ông ta không khách sáo gì đâu, nói tới chơi xem nhà là sẽ tới. Lúc đó mà để người ta biết Đinh Dũng căn bản không mua nhà thì đúng là thành trò cười mất. Đinh Dũng, nghĩ vậy. Hàn Thành Sơn vội kéo Đinh Dũng liếc mắt ra hiệu. Thế nhưng Hàn Thành Sơn còn chưa lên tiếng thì Triệu Đức Trụ đã bật cười đầu tiên, chủ động gật đầu nói, anh Đinh đã nhiệt tình vậy thì chúng ta phải nể mặt chứ. Vừa hay ngày mai tôi rảnh, không biết mai anh Đinh có thể dẫn chúng tôi tới thăm nhà mới không, nói rồi, Triệu Đức Trụ nhếch miệng cười mỉa mai. Cho dù Đinh Dũng nói có thể hay không thì người mất mặt cũng là Đinh Dũng, và lại hắn ta cũng chắc chắn xe là do Đinh Dũng đi thuê. Chỉ dựa vào một con người ăn mặc tầm soàng thế này, cho dù có mua nhà thì cùng lắm cũng chỉ là nhà đã qua sử dụng, không thể so với căn nhà cao cấp hơn 200 mét vuông của hắn ta được. Nếu có thể khiến Đinh Dũng mất mặt thì Triệu Đức Trụ càng có cơ hội thể hiện tình cảm với Hàn Phương Nhiên, tới bây giờ trong lòng hắn vẫn không sao nguôi ngoai, không thể quên đi Hàn Phương Nhiên, đặc biệt là lần này sau khi gặp lại, dáng vẻ trưởng thành chín chắn của Hàn Phương Nhiên lại càng khiến Triệu Đức Trụ trỗi dậy tình cảm. Anh sẽ cho em biết năm xưa em không lấy anh là một quyết định sai lầm, Triệu Đức Trụ nghiến răng quyết định ngày mai nhất định phải cho Đinh Dũng bẽ mặt. Được đấy, vừa hay chúng tôi cũng rảnh, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, những người khác cũng nói theo. Lão Triệu nheo mắt nhìn Hàn Thành Sơn rồi lại nhìn sang Đinh Dũng, rể hiền, cháu thấy sao? Đinh Dũng, cái này, Hàn Phương Nhiên cau mày, cô không ngờ Đinh Dũng lại nói vậy, bây giờ làm sao mà quay đầu đây? Được ạ. Vậy ngày mai, ai ngờ Đinh Dũng lại gật đầu. Thấy Đinh Dũng đồng ý, mặc dù Hàn Phương Nhiên cũng sốt ruột nhưng cô cũng không thể nói thêm gì khác, chỉ có thể kiềm chế lại những gì định nói.
Sau đó bọn họ tham quan nhà lão Triệu một vòng và dùng bữa ở tầng dưới trong khu nhà lão Triệu. Cả quá trình, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày chẳng giãn ra nổi. Hàn Phương Nhiên cũng thấp thỏm trong lòng, cứ nghĩ tới Đinh Dũng đồng ý ngày mai dẫn cả đám người đi xem nhà mới mà cả ba người bọn họ như ngồi trên đống lửa. Đinh Dũng, cậu làm sao đấy, giờ phải làm sao? Nếu để bọn họ biết chúng ta không mua nhà thì đúng là mất mặt, vừa ra khỏi nhà lão Triệu, Lâm Hồng Ngạn đã chỉ vào mặt Đinh Dũng mà nạt. Mặc dù Hàn Thành Sơn không lên tiếng nhưng vẻ mặt ông ta cũng chẳng khá lên nổi, rõ ràng là khó chịu với cách làm của Đinh Dũng ngày hôm nay. Bố mẹ không phải lo, con mua nhà thật rồi, Đinh Dũng cau mày hạ giọng nói. Cậu mua được nhà thì đã làm sao? Cậu đừng quên cậu mua các nhà cũ đã qua sử dụng, tới lúc đó Triệu Đức Trụ nói không chừng còn cười vào mặt chúng tôi nữa, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng chống hông. Đột nhiên bà ta nhớ ra chiếc xe mà Đinh Dũng đi nên lại hằn học nói, có phải cái xe lúc này cậu lái là xe đi thuê không? Cậu vốn chẳng có bản lĩnh, tôi còn chưa nghe ngóng được chủ nhân của nó mà không ngờ đã bị cậu tìm thấy chủ nhân của nó rồi. Mẹ, hai người bớt nói được không? Hàn Phương Nhiên cau mày, cho dù chiếc xe này có phải của Đinh Dũng hay không thì cô cũng không thể nào nghe lọt tai lời mẹ mình nói. Chiếc xe này là của con, Đinh Dũng khoát tay nhìn Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn. Nói, không phải bố mẹ vẫn muốn biết chiếc xe này là của ai mà không nghe ngóng được thông tin gì sao? Vì chiếc xe này là của con cho nên bố mẹ mới không nghe ngóng được gì, nói tới đây, Đinh Dũng lại nhếch miệng cười. Quả nhiên, anh dứt lời, Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn đều cứng đơ người, cả hai người bọn họ cứ thế nhìn Đinh Dũng rồi lại nhìn sang chiếc xe, mặt mày khó tin. Chiếc xe này chỉ cần nhìn là biết giá không hề rẻ. Đúng lúc này Hàn Thành Sơn lẩm bẩm. Ông ta nghĩ tới bức tranh hai ngày trước, không phải Đinh Dũng đã bỏ ra 300 triệu tệ để mua nó sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ không phải là lời đồn mà là sự thật. Nếu như Đinh Dũng thật sự bỏ ra 300 tệ mua tranh thì chiếc xe này là của Đinh Dũng cũng là bình thường. Đinh Dũng, bố hỏi con một lần nữa, chiếc xe này do con mua phải không? Hàn Thành Sơn muốn xác nhận lại. Đinh Dũng đầu tiên là lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu nói, không phải con mua mà người khác tặng cho nên hai chiếc xe này là của con. Hít, Hàn Thành Sơn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Ông ta vội nắm lấy vai Đinh Dũng, con có thể nói cho bố biết rốt cục có chuyện gì không? Rốt cục con có thân phận gì? Hàn Thành Sơn hỏi. Nếu chiếc xe này là Đinh Dũng mua thì còn được, nhưng lại do người khác tặng. Ai biết được người nào lại tặng Đinh Dũng cái xe sang có giá trên trời như vậy. Nghĩ tới bạn của Đinh Dũng, cho dù là Kim Tư Kỳ hay người nhà họ Trương thì càng chứng minh thân phận của Đinh Dũng quả không tầm thường, lai lịch chắc chắn không hề đơn giản. Tôi không tin, sao có thể có người như vậy được, tự bỏ tiền ra mua xe tặng người khác, Lâm Hồng Ngạn liếc nhìn Đinh Dũng, vẫn không tin nổi sự thật. Sao không được chứ, bà quên Đinh Dũng tặng tranh cho bố với giá trị tiền còn đắt hơn cả chiếc xe sao? Nghe vợ nói vậy, Hàn Thành Sơn vội kéo áo bà ta. Ai biết được Lâm Hồng Ngạn lại tối sầm mặt lại, không chỉ không quan tâm tới Hàn Thành Sơn mà ngược lại còn hắng giọng với Đinh Dũng, nói, đừng cho rằng tôi không biết giá trị của bức tranh đó không phải là thật, sao có thể có bức tranh có giá cả mấy trăm triệu tệ được. Bức tranh đó quả thực không đáng giá mấy trăm triệu tệ, Đinh Dũng cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế nói, được rồi, con và Hàn Phương Nhiên về trước đây, bố mẹ đi đường cẩn thận. Nói rồi, Đinh Dũng không cho hai người cơ hội phản ứng lại, cứ thế kéo Hàn Phương Nhiên đi về phía đỗ xe. Đinh Dũng, anh giận sao? Hàn Phương Nhiên thấy thái độ đó của Đinh Dũng, trong lòng không khỏi áy náy, cô hỏi bằng giọng thận trọng, anh đừng để bụng mẹ nhé, mẹ hiểu biết cũng còn hạn chế. Anh không giận, việc nhỏ thế này anh không để bụng, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng cảm thấy ấm lòng hơn, anh cười nói. Nhìn bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên rời đi. Hàn Thành Sơn thở dài liếc sang Lâm Hồng Ngạn bên cạnh, nói, sau này em phải để ý lời ăn tiếng nói với Đinh Dũng một chút, anh vẫn thấy thân phận nó không đơn giản. Có gì mà không đơn giản, lúc nó vào nhà mình nghèo không có lấy một cắc, nếu không phải nhà chúng ta giúp đỡ hai anh em nó thì em nó đã chết lâu rồi. Lâm Hồng Ngạn lên giọng khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, Hàn Học nói, em thấy nó có lẽ là trúng xổ số, nếu không thì không thể đột nhiên mà có tiền vậy được. Về em phải hỏi dò xem. Nếu là thật thì nhất định phải lấy số tiền này ra. Cho dù là nó có trúng xổ số thì liên quan gì đến em, Hàn Thành Sơn bất lực lẩm bẩm.
Ai ngờ Lâm Hồng Ngạn lại thính tai như vậy, Hàn Thành Sơn nói nhỏ như vậy mà lại nghe được, bà ta véo tai Hàn Thành Sơn, hét lên, được lắm, còn dám nói sau lưng bà đây, xem tôi có giết ông đi không. Lúc này Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã lái xe rời khỏi đây rồi. Hai ngày nữa anh phải đi Bắc Cảnh một chuyến, đi được nửa đường, Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng. Em nghe nói Bắc Cảnh lạnh giá, và lại còn rất nguy hiểm, dân cư lại thưa thớt, sao anh đột nhiên lại muốn đi Bắc Cảnh? Hàn Phương Nhiên rõ ràng không muốn để Đinh Dũng đi, cô nói với giọng do dự và không đồng tình. Anh có việc, một người bạn của anh ở đó hình như gặp rắc rối, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, trong đầu nhớ về cuộc điện thoại với Kim Vô Đạo. Mặc dù Kim Vô Đạo không nói có chuyện gì nhưng anh vẫn không yên tâm, quyết định đích thân đi Bắc Cảnh một chuyến. Bạn anh gặp rắc rối, anh tới đó có tác dụng gì? Hàn Phương Nhiên cau mày nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Đinh Dũng, cô lại thở dài, nói, nếu anh quyết định rồi thì anh đi thôi. Ở đây có em, Hàn Phương Nhiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, ở nhà có em đợi anh về. Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu, Đinh Dũng cười ha ha, nhướng mày. Sao giống như thể sinh ly tử biệt vậy, cũng có phải anh đi tới vùng đất hiểm nào đâu. Bắc Cảnh không nguy hiểm như em nghĩ đâu, chỉ cần là nơi có dấu tích của con người thì về cơ bản đều không nguy hiểm. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Đinh Dũng vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề, rốt cuộc là có việc gì mà khiến đường đường Nam Hoàng lại phải đi tới đó, và lại còn gặp rắc rối, nhất thời không thể rời khỏi. Nói tóm lại anh cẩn thận là được, đừng để xảy ra chuyện gì. Hàn Phương Nhiên gật đầu, trong lòng vẫn lo âu. Trước đó cô không có cảm giác gì nhưng khi Đinh Dũng sắp rời đi thì cô lại thấy không nỡ, từ bao giờ mà cô lại không thể rời xa anh như vậy. Ngày kia anh đi, Đinh Dũng nói. Bao giờ anh đi, Hàn Phương Nhiên định thần trở lại, vô thức hỏi thêm một câu, có điều cô còn chưa nói xong thì đã nghe Đinh Dũng nói ngày kia đi, trong lòng cô không hỏi trộn rộn, bặm môi, gấp vậy sao? Đi sớm về sớm. Thấy vẻ mặt đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng giơ tay đặt lên vai cô rồi kéo cô vào lòng. Lúc về tới nhà đã là chiều, Hàn Phương Nhiên gần đây cũng không có việc gì, chuẩn bị cùng Đinh Dũng đi chợ mua đồ ăn, học nấu ăn. Trước đây anh từng học nấu ăn từ người của Ngự Thiện Phòng, trên đường đi chợ, Đinh Dũng cười nói. Hả, Ngự Thiện Phòng, sao anh không nói anh gặp Hoàng đế luôn đi, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng, chỉ coi Đinh Dũng đang chém gió. Ai ngờ Đinh Dũng lại gật đầu nhìn cô nghiêm túc nói, anh cũng đã từng gặp hoàng đế, và lại không chỉ một vị. Ngày trước nếu không phải vì anh có việc thì có lẽ Lưu Bang cũng không có được thiên hạ. Lưu Bang, anh đang chém gió đấy à? Nếu anh mà gặp được cao tổ đời Hán thì anh phải sống bao nhiêu năm rồi? Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng, cho dù có chém gió cũng phải vừa vừa chứ, lẽ nào Đinh Dũng là dị nhân sống cả vài nghìn năm rồi? Nghe vậy, Đinh Dũng ho hắng một tiếng không nói gì. Nếu nói cho Hàn Phương Nhiên anh sống hơn 5.000 năm thì e rằng Hàn Phương Nhiên sẽ không tin. Để tránh dọa Hàn Phương Nhiên sợ, Đinh Dũng cũng không nói tiếp nữa. Chẳng mấy chốc hai người đã đến chợ. Ở kia có gì mà sao đông người tụ tập thế nhỉ, vừa tới chợ đã thấy cả đám người vây lại với nhau, Đinh Dũng sững sờ, đó không phải là tiệm bán đàn cổ sao. Nghĩ tới đây, anh lại kéo tay Hàn Phương Nhiên nói, đi, chúng ta đi xem. Hả, Đinh Dũng còn chưa đi tới thì trong đám người đã có tiếng kêu thất thanh giọng con gái. Nghe giọng đó, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đều cau mày vội rẽ đám người đi vào trong. Nơi này quả đúng là nơi bán đàn cổ nhưng lúc này trong tiệm lại rất hỗn loạn. Các giá để đàn cổ đều bị xô đổ xuống đất, dây đàn cũng bị người ta dùng dao cứa đứt, một cô gái ngồi trên mặt đất, trên mặt hãy còn hằn dấu tay, khóe miệng rớm máu. Cô gái này chính là cô gái mà Đinh Dũng gặp lần trước. Bên cạnh cô còn có hai người đàn ông tóc mai hơi trắng, khóe miệng có vết máu đang nằm dưới đất. Ở cách hai người này không xa có một cô gái trông tuổi chừng 17, 18 đi cùng với bốn gã đàn ông cường tráng, có lẽ là vệ sĩ của cô ta. Con đĩ, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi, cô gái 17, 18 tuổi kia hắng giọng, trong tay còn cầm một cái roi nhìn chằm chằm vào cô gái của cửa hàng bán đàn cổ, mày chạy nữa đi, tao xem mày chạy được đi đâu. Viên Nhi. Xin cô tha cho tôi, cô gái bán đàn cổ vùng vẫy trên mặt đất nhìn cô gái hung tợn kia, nói chúng tôi đã di chuyển tới đây rồi, tại sao các người còn không tha cho chúng tôi? Tôi, cô làm hại Gia Phong, muốn đi là đi được sao? Cô gái ngang ngược kia nhổ một bãi nước bọt, dùng roi chỉ vào hai người mà nạt, lần này tôi tới Giang Bắc là vì muốn đưa cô về thi hành gia pháp.
các người còn ngây ra đấy làm gì, mau lôi cô ta đi, nói rồi, cô gái ngang ngược kia liếc mắt ra hiệu cho bốn người đàn ông sau mình. Cách ăn mặc của mấy người này trông không giống người bản địa, đặc biệt là bốn người người đàn ông vạm vỡ kia, trên người còn đeo không biết bao nhiêu lông và da của động vật. Mặc dù dáng người không cao nhưng thân hình lại vạm vỡ, mặt để râu quai nón. Cứu tôi với, cứu chúng tôi với, thấy bốn gã đàn ông đi về phía mình, cô gái của tiệm đàn cổ vội nhìn bốn gã đàn ông cầu xin. Mặc dù những người xung quanh rất đông nhưng lại không ai dám ra tay cứu giúp vì dù sao phần lớn người ở đây đều là người bình thường, còn cô gái hung tợn kia chỉ cần nhìn là biết không phải người bình thường, ai dám đụng vào. Đinh Dũng, hay là giúp bọn họ, Hàn Phương Nhiên kéo Đinh Dũng, khẽ nói. Đinh Dũng cau mày, theo lý mà nói thì việc này anh không nên quản, giờ cũng đã qua cái thời thấy việc bất bình mà rút dao cứu người rồi. Cô gái, sao cô không tìm người thi hành pháp luật, Đinh Dũng nói với cô gái bán đàn. Hừ, đội thi hành pháp luật sao? Tôi xem ai dám quản việc của tộc Bắc Dã tôi, cô gái hung tợn kia hắng giọng chỉ vào Đinh Dũng, anh là ai mà dám quản việc của chúng tôi? Dứt lời, cô ta phất roi, chiếc roi dài mảnh vút ra hướng về phía Đinh Dũng. Đám người xung quanh sợ hãi, vội lùi về sau. Đinh Dũng đẩy Hàn Phương Nhiên ra sau, túm chặt lấy roi của cô ta. Cô gái kia mặt mày vẫn còn cao ngạo thì lúc này lại thất thần, bị Đinh Dũng nắm lấy roi, vung tay khiến cô ta lảo đảo ngã vật ra đất. Anh dám ra tay với tôi, cô ta tối sầm mặt, lồm cồm bò dậy, nghiến răng chỉ vào Đinh Dũng, bắt hắn ta lại cho tôi phải giết hắn. Vâng, nghe cô gái kia hét lên, lập tức có người đi tới nói với giọng dứt khoát, tiểu tử, mày dám quản việc của tộc Bắc Dã à? Tôi không thích quản việc của các người, Đinh Dũng cau mày. Phất roi trong tay, nói, nhưng tôi cũng không sợ đụng phải việc gì cả, các người tốt nhất đừng đụng đến tôi. Đinh Dũng không muốn lo chuyện bao đồng, mặc dù cô gái bán đàn này có duyên gặp anh một lần nhưng thời đại này khác xưa rồi, có chuyện gì xảy ra thì tốt nhất vẫn tìm người thực thi pháp luật. Muốn chết, gã đàn ông kia vội xông lên. Cẩn thận, Hàn Phương Nhiên nắm chặt cánh tay Đinh Dũng lo lắng hét lên. Đinh Dũng cau mày, hắng giọng, cơ thể anh không di chuyển, anh nhìn về đối phương. Vung roi trong tay. Cái roi dài và mảnh cứ thế như con rắn lao về phía đối phương. Cái roi cứ thế xé không gian mà vang lên từng tiếng vút vút, đánh về phía gã đàn ông. Thấy cây roi vút về phía mình, hắn ta vội dùng tay chắn nhưng nào ngờ lực vung roi lại quá mạnh, cho dù cánh tay hắn ta được buộc thêm lớp vải dày, lại quấn không ít da và lông động vật nhưng lực vung roi mạnh đến mức khiến hắn bị thương. A, gã ta kêu la thảm thiết. Hắn che tay. Đôi mắt sâu hóng kia nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Trong đôi mắt hắn rõ vẻ sợ hãi, như thể Đinh Dũng ở phía đối diện hắn không phải là một con người mà là loài động vật săn mồi vậy. Như cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Đinh Dũng biết mình không thể lương thiện hơn nữa, anh cúi đầu nói với Hàn Phương Nhiên, Phương Nhiên, em lùi về sau, tránh để bị thương. Vâng, anh cẩn thận chút, Hàn Phương Nhiên bặm môi. Sau khi Hàn Phương Nhiên lùi về vị trí an toàn, Đinh Dũng mới hắng giọng, nếu giờ mày lùi thì tao có thể tha mạng cho mày. Ô thác, còn đợi gì, đánh hắn cho tôi, nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái hung tợn kia mặt mày tôi độc gằn lên. Vâng, thưa cô, gã đàn ông cung kính đáp lời, sau đó trong đôi mắt rõ vẻ hung tợn nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Muốn chết, Đinh Dũng mặt mày lạnh lùng, gằn giọng. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đám người này, anh đã nhận ra lại lịch của bọn họ. Bọn họ không những không phải là người bản địa, thậm chí đều không phải là người của Giang Bắc. Trông cách ăn mặc thì giống như người Man Di mà xưa kia anh từng gặp ở Bắc Cảnh. A, à, chết đi, gã đàn ông kia đột nhiên hét lớn và lao về phía Đinh Dũng. Không thể phủ nhận mặc dù gã ta có dáng người không cao nhưng thân hình lại thô kệch một cách đáng sợ, đặc biệt là nắm đấm như bao cát càng khiến người ta nhìn mà thấy sợ. Chí ít thì người ở Giang Bắc xét về tố chất cơ thể. Quả thực không thể bằng bọn họ. Không kịp nghĩ thêm gì nhiều, Đinh Dũng nheo mắt nhìn đám người đang xông đến, anh không hề tỏ ra hoang mang sợ hãi, nhanh chóng né người thoát khỏi đòn đấm của gã ta sau đó giơ chân khẽ gạt. Bịch, gã đàn ông với cái tên ô thác bị Đinh Dũng gạt, cứ thế ngã rụi xuống đất. Cả thân hình thì đầy sức lực mà lại không hề có chút kỹ năng nào, Đinh Dũng lắc đầu nhếch miệng cười, anh nhìn gã ô thác nằm trên đất mà lãnh đạm nói còn muốn đến à? Mày không phải đối thủ của tao. Tên này không những không hề có chút kỹ năng chiến đấu nào mà đến cả tu vi về võ đạo cũng không có.
Ngoại trừ thân hình trông lực lưỡng và thô kệch ra thì hắn chẳng có gì cả. A, à, chết đi, ai ngờ Ô Thác lại chẳng khác gì hung thú ngang tàng, căn bản không hề giao tiếp với Đinh Dũng mà cứ thế vùng dậy xông về phía anh. Thấy thế, Đinh Dũng nhướng mày, đôi mắt nhìn lạnh lùng thấy rõ. Anh vung tay, gần như muốn cho hắn một đòn đau điếng. Thấy cảnh này, cô gái hung tợn đứng bên cạnh kia đột nhiên bật cười lạnh lùng. Dám động vào Ô Thác à? Hắn ta quả không biết sống chết là gì. Cô ta như thể nhìn thấy cảnh tượng Đinh Dũng bị đánh bay ra ngoài và ngã ra đất không sao gượng dậy nổi. Lúc này nắm đấm của Đinh Dũng đã chạm vào nắm đấm của Ô Thác, thế nhưng trước giây phút hai nắm đấm chạm nhau, Đinh Dũng đột nhiên xòe tay ra tóm lấy nắm tay Ô Thác, sau đó tận dụng lực của nắm đấm kia mà kéo giật về. Đòn đấm mà Ô Thác đánh về phía Đinh Dũng căn bản đã dùng hết sức mạnh, lúc này sau khi bị Đinh Dũng kéo giật đi thì như thể đấm vào hư không. Không những không hề có chút cảm giác chịu lực nào mà dưới sự chuyển hướng của Đinh Dũng, cơ thể hắn ta mất đi sự thăng bằng, toàn thân rúi về phía trước. Cũng đúng lúc này, bước chân Đinh Dũng mới khựng lại, sau đó anh bước dứt khoát về phía trước, đầu gối bên phải nhanh chóng đưa lên thụi luôn vào ngực Ô Thác. Bịch một tiếng, tên Ô Thác cứ thế ngã lùi về sau 7, 8 bước, hắn ôm ngực cố giữ thăng bằng nhưng Đinh Dũng đâu cho hắn cơ hội phản ứng lại. Giây phút hắn dừng bước. Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước tung đòn đạp hắn bay ngay ra khỏi đó. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, đợi sau khi tất cả mọi người phản ứng lại thì Ô Thác đã bị Đinh Dũng đánh cho không thể vực dậy nổi. Cô gái hung tợn kia nhếch miệng vừa tỏ vẻ cao ngạo thì thấy cảnh này. Cô ta thậm chí còn không kịp lệnh cứu viện thì Ô Thác đã bị Đinh Dũng đánh cho tơi bời rồi. Tao nói rồi, mày không phải đối thủ của tao, thực ra Đinh Dũng hoàn toàn không cần phải mất thời gian như vậy với hắn ta. Anh chỉ cần khẽ dùng lực thì với tu vi võ đạo của anh đương nhiên có thể đánh bại Ô Thác rồi. Có điều đối diện với một kẻ mà trên người không hề có chút tu vi võ đạo nào thì Đinh Dũng vẫn luôn thấy rằng dùng sức mạnh của võ đạo lại chẳng khác gì đi ức hiếp người khác. Anh càng không thích dùng kỹ năng đơn thuần đánh bại đối phương. Cả ba người lên đi, đánh bại hắn cho tôi, thấy Ô Thác ngã ra đất, cô gái kia không hề bảo người đi cứu hắn ta mà cứ thế ra lệnh cho ba tên đánh Đinh Dũng. Vâng. Cả ba tên vừa đi tới bên cô gái bán đàn cổ kia nghe thấy thế thì vội gật đầu vâng lệnh không quan tâm tới hai người phía cô gái bán đàn kia nữa mà xoay người đi về phía Đinh Dũng. Có thể nhận ra thân phận của cô ta không hề đơn giản, nếu không thì cũng không thể khiến cho bốn người này làm theo lệnh của mình được. Có điều Đinh Dũng hiếu kỳ chính là người có thân phận như vậy mà vệ sĩ lại chỉ có bốn tên. Ba người cùng lên cũng chẳng phải là đối thủ của tôi, Đinh Dũng lắc đầu nói. Ai ngờ Đinh Dũng vừa dứt lời, cô gái hung tợn kia liền tỏ ra tức tối. Cô ta hắng giọng, nói năng hàm hồ, bọn họ đều là dũng sĩ một địch 10 trong tộc Bắc Di, vừa rồi Ô Thác chỉ là sơ ý mà thôi. A, à, đánh chết hắn, ba tên kia đồng thanh hô lên và lao về phía Đinh Dũng. Ngu xuẩn, trong đôi mắt Đinh Dũng lạnh lùng thấy rõ. Trước kia anh không muốn ra tay với đám người này cũng là vì người ở Bắc Cảnh mặc dù là người Man Di nhưng cũng có công lao. Đinh Dũng không muốn làm bọn họ bị thương, nhưng hiện giờ đám người Man Di này lại hống hách ngang ngược, vậy thì không thể trách anh được rồi. Nghĩ vậy, Đinh Dũng hắng giọng không lùi bước mà tiến lên. Trong mắt bọn chúng, Đinh Dũng giống như con báo với tốc độ điên cuồng, cứ mỗi một chiêu thức anh tung ra đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh và tốc độ thế này vốn dĩ không thể nào cùng xuất hiện được, thế nhưng Đinh Dũng lại là minh chứng đi ngược lại khả năng đó. Bịch một tiếng. Tên cầm đầu bị Đinh Dũng đạp bay ngã vật ra đất. Sau đó, Đinh Dũng lại tung ra một đấm, không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng lại, đánh tiếp tên tiếp theo. Mãi tới lúc này, trong mắt tên cuối cùng mới tỏ ra sợ hãi, lúc hắn muốn lùi thì đã muộn rồi. Đinh Dũng hất chân, hất cái roi dưới đất lên sau đó phất roi. Cây roi vừa dài vừa mảnh như con rắn quấn lấy cổ tên kia, sau đó anh kéo phăng về sau khiến hắn ngã rụi ra đất. Tên này là ma quỷ. Tiểu thư, mau chạy thôi, tên kia bị Đinh Dũng đánh ngã thì lập tức vùng vẫy bỏ dậy chắn trước mặt cô gái hung tợn kia. Dám ra tay với tộc Man Di bọn tao sẽ không tha cho mày, thấy cảnh này, cô gái hung tợn kia có vẻ sợ hãi, nói xong thì cứ thế quay người rẽ đám người mà chuồn đi. Thấy cô ta bỏ trốn, Đinh Dũng không lựa chọn đuổi theo mà nhìn cô gái bán đàn ngã dưới đất, hỏi các cô từ Bắc Cảnh tới đây sao? Đinh Dũng, anh không sao chứ? Hàn Phương Nhiên đi tới kéo tay Đinh Dũng,
Đinh Dũng lắc đầu thể hiện mình không sao, còn cô gái bán đàn và người đàn ông trung tuổi kia nghe Đinh Dũng hỏi vậy thì mặt mày thay đổi hẳn, cô gái vội quỳ dưới đất cầu xin, anh ơi xin anh đại lượng tha cho chúng tôi, đừng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng cau mày nhìn Hàn Phương Nhiên rồi mới nói, cô không phải sợ, tôi sẽ không làm gì hai người cả, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc có chuyện gì. Tiểu tử, được lắm, lúc này đám người xung quanh lần lượt giơ tay tỏ vẻ tán thưởng Đinh Dũng. Trước đó bọn họ không phải không muốn ra tay cứu người mà thực sự là không dám. Bốn gã đàn ông kia không phải là đối thủ của Đinh Dũng nhưng không có nghĩa là không đánh được bọn họ. Được rồi, mọi người về đi, Đinh Dũng gật đầu với đám đông, lên tiếng, việc hôm nay hy vọng mọi người đừng đồn ra ngoài, tránh khiến cho gia đình mình chuốc thêm phiền phức. Đúng, đúng, đúng vậy, mọi người đừng đồn ra ngoài, cô ả đó chỉ cần nhìn là biết không dễ đụng vào, mọi người đừng chuốc họa vào thân. Nghe Đinh Dũng nói vậy, đám đông lần lượt rời đi như thể đi tránh bệnh dịch vậy. Sau khi thấy đám người đi vãn, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên mới đỡ hai người này vào trong căn nhà. Là anh, lúc này cô gái của tiệm đàn cổ mới nhận ra Đinh Dũng, bụng miệng kinh ngạc. Hai người quen nhau sao? Hàn Phương Nhiên sững sờ nhìn Đinh Dũng vẻ hoài nghi. Đinh Dũng khoát tay bất lực, gật đầu nói, hôm nọ anh và cô ấy từng gặp nhau một lần. Không phải hôm ấy em còn hỏi anh clip người chơi đàn là ai sao? Chính là anh chơi đàn ở đây rồi bị người ta quay lén. Hai người nói xem rốt cục có chuyện gì vậy, nói xong, Đinh Dũng nhìn về phía người đàn ông trung tuổi bên cạnh cô gái. Nghe vậy, ông ta mới cắn chặt răng, mặt mày tỏ vẻ do dự, hồi lâu mới nói, hai, đều trách tôi nhất thời hồ đồ, dẫn con gái chạy khỏi tộc Bắc Giã, ai ngờ nổi, hai. Hai người có lẽ cũng là người của tộc Bắc Giã phải không ạ? Đinh Dũng cau mày hỏi. Cô gái này còn đỡ, nhưng người đàn ông trung tuổi thì trông dáng người hay tướng mạo đều trông không khác người Bắc Cảnh, do vậy mà Đinh Dũng mới đoán bọn họ đến từ Bắc Cảnh. Đúng vậy, tôi và Tiểu Ni trốn khỏi Bắc Cảnh, người đàn ông trung tuổi vẻ mặt đầy bi thương. Ông ta hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp, chúng tôi là một tộc nhỏ ở Bắc Cảnh, đời đời kiếp kiếp sống ở đó nhưng 7 năm trước trong một trận hỏa hoạn. Tộc của chúng tôi bị diệt vong, chỉ còn lại tôi và con gái còn sống sót. Sau đó tôi đưa con gái đến nhờ vào tộc Bắc Giã, nhưng nào ngờ tộc trưởng tộc Bắc Giã lại thích dung mạo của Tiểu Ni, bạo hành con bé. Cũng may bị tộc trưởng phu nhân kịp thời phát hiện nên Tiểu Ni mới có thể thoát nạn, người đàn ông trung tuổi đem việc riêng kể ra chi tiết, nói tới đây, trên mặt ông ta không khỏi tỏ ra đau đớn. Ông ta cắn răng, nói tiếp, ai ngờ tộc trưởng phu nhân lại nhận định Tiểu Ni phạm gia pháp. Bắt xử lý theo gia pháp. Tôi dẫn theo con gái trốn đi và tới đây nhưng bọn họ vẫn không tha cho chúng tôi. Tôi hiểu rồi, Đinh Dũng gật đầu, trong lòng thấy nhẹ hơn một chút. Vốn dĩ anh muốn đi Bắc Cảnh, lần này thấy người ở Bắc Cảnh, anh còn tưởng ở đó xảy ra chuyện lớn. Đa tạ ân công, nếu không có ân công thì tôi và bố tôi không biết phải thế nào nữa, cô gái kia khom người, cảm kích nói. Hai người rời khỏi đây đi. Đinh Dũng không hề tỏ ra khách sáo, anh nhìn cảnh hoang tàn ở cửa hàng bán đàn, lắc đầu bất lực, tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu, hai người nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hay là chúng ta giúp họ, Hàn Phương Nhiên kéo Đinh Dũng ghé sát tai nói nhỏ. Nghe vậy, Đinh Dũng mới lắc đầu, mặc dù anh cũng rất cảm thông với hai cha con họ nhưng Đinh Dũng lại không muốn có gì liên quan tới người ở Bắc Cảnh, đặc biệt là tộc người Bắc Giã có tầm ảnh hưởng ở Bắc Cảnh lớn như vậy. Chúng tôi cũng muốn rời khỏi Bắc Cảnh thật xa nhưng bố con tôi không có lấy đồng xu dính túi, chỉ đem theo mấy cây đàn cổ này, người đàn ông trung tuổi thở dài nhìn những cây đàn bị đập vỡ mà tuyệt vọng. Thời đại này rồi không có tiền bên người thật sự là khó sống. Đinh Dũng sững người, sau đó nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại bên cây đàn cổ đặt trong góc. Có lẽ vì đặt trong góc khuất nên không bị phát hiện. Cây đàn cổ này bán cho tôi nhé, Đinh Dũng chỉ vào cây đàn cổ đó. Hạ giọng nói, 100.000 tệ, hai người có bán không? Đây, cây đàn cổ này do tổ tiên của tôi để lại, người đàn ông trung tuổi do dự nhưng nếu như không phải ông ta không có tiền thì cây đàn đời đời kiếp kiếp của tộc mình, ông ta cũng không muốn bán nó đi. Nhưng nghĩ tới con gái, nếu không bán đàn thì sao có thể dẫn con trốn khỏi Bắc Cảnh được? Vậy là ông ta nhìn sang con gái, cắn chặt răng, gật đầu nói, tôi bán, có điều cây đàn này không đáng nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ cần 50.000 tệ. Người đàn ông trung tuổi không hiểu về đàn cổ nên đương nhiên không biết giá trị của nó.
Ninh Dũng nói 100.000 tệ là không hề nói tăng thêm mà thực sự thì nó xứng với cái giá đó. Có điều ông ta đã nói vậy thì Đinh Dũng cũng không thêm lời. Anh cho tay ra sau, rút trong túi đựng đồ ra một miếng ngọc bội, nói, coi như cây đàn này hai người cầm cố chỗ tôi, sau này nếu muốn mua lại nó thì cầm miếng ngọc bội này tìm tôi. Nói xong, Đinh Dũng đặt miếng ngọc bội lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó lấy số thẻ ngân hàng của người đàn ông trung tuổi rồi chuyển 50.000 tệ vào đó cho ông ta. Lúc này anh mới đi tới ôm cây đàn, nói, chúng tôi đi đây. Hai người mau chóng rời khỏi đây đi. Đa tạ ân công, người đàn ông trung tuổi và cô gái khom người từ biệt Đinh Dũng. Đinh Dũng không dừng bước, cứ thế ôm đàn cổ cùng Hàn Phương Nhiên vào trong chợ. Hàn Phương Nhiên thấy Đinh Dũng cho đàn cổ vào túi đựng đồ thì thẫn thờ cau mày nhìn anh, hỏi ấy, cây đàn đâu rồi? Sao lại biến mất tiêu rồi? Anh cho vào túi rồi, Đinh Dũng cười, vỗ vào cái túi ở hông, sau đó nói, về rồi anh giải thích cho em. Đi mua đồ đã. Sau đó hai người lượn một vòng quanh chợ, mua rất nhiều thức ăn. Khi ra khỏi chợ, tiệm đàn cổ đã đóng cửa, hai bố con họ có lẽ đã rời khỏi đây rồi. Hàn Phương Nhiên không hỏi Đinh Dũng tại sao lại không giúp hai bố con họ. Đinh Dũng không phải là một người tuyệt tình, cô tin Đinh Dũng làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Về tới nhà, Đinh Dũng không hề bị ảnh hưởng bởi việc vừa rồi. Anh dạy Hàn Phương Nhiên nấu rất nhiều món ăn. Tới tối, Đinh Dũng bỏ ra không ít công sức mới giải thích cho Hàn Phương Nhiên hiểu được về sự tồn tại của túi đựng đồ. Sáng hôm sau, anh vừa dậy thì thấy Lâm Hồng Ngạn đã hét ở phòng khách, trời ơi, cả đám sát nhân, hôm nay đúng là đòi đến nhà chúng ta xem nhà thật rồi. Không thể để cả đám người này cười nhạo chúng ta được, Lâm Hồng Ngạn ngồi trên sofa vắt chân nhìn Hàn Thành Sơn hằn học, sao ông lại có cả đám bạn học chết tiệt này chứ? Tôi cũng có muốn đâu, Hàn Thành Sơn cười khổ sở. Ông ta mặt mày khổ sở bấm điện thoại, bất lực hỏi, vậy phải làm sao? Không muốn bị lão Triệu chê cười thì nhà phải hơn nhà ông ấy, chúng ta. Đều tại cái thằng Đinh Dũng ăn hại, tự nhiên lại giả bộ làm gì? Giờ thì hay rồi, người ta sắp cười cả nhà mình đến nơi rồi, Lâm Hồng Ngạn càng nghĩ càng tức, đạp bay luôn cả cái thùng rác, tức tối, không được thì thuê cái nhà đối phó trước đã. Đúng, cách hay, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, Hàn Thành Sơn nói. Nói làm là làm, cả hai người bắt đầu lấy điện thoại tìm kiếm nhà trên mạng, định bụng thuê một căn nhà để ứng phó với mấy người phía lão Triệu. Những lời này của bọn họ Đinh Dũng đều nghe thấy hết cả, anh chỉ lắc đầu bất lực. Tới bây giờ mà Lâm Hồng Ngạn vẫn không tin anh đã mua nhà. Thôi bỏ đi, kệ họ, Đinh Dũng nhướng mày đi vào nhà vệ sinh. Anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì liền thấy Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn ngồi ở bàn ăn, mặt mày khó coi. Đắt quá, và lại thời gian căn bản không kịp, Lâm Hồng Ngạn không thấy Đinh Dũng. Bà ta mặt lạnh nói với Hàn Thành Sơn, giờ phải làm sao? Lẽ nào thật sự phải đưa bọn họ tới thăm căn nhà cũ nát của Đinh Dũng sao? Hàn Thành Sơn nghe xong thì thay đổi thái độ, vội nói, bà nói gì thế, sao Đinh Dũng có thể mua nhà cũ nát được chứ? Vừa nói, Hàn Thành Sơn vừa liếc Lâm Hồng Ngạn một cái. Sao không thể chứ, đến cả thang máy còn chẳng có. Lại còn nhà đi mua lại, thế thì tốt hơn cái nhà của chúng ta chỗ nào, ai ngờ Lâm Hồng Ngạn không hề hiểu ý ông ta, tiếp tục nói những lời khó nghe. Đinh Dũng mặt mày vẫn như thường, như thể không nghe thấy Lâm Hồng Ngạn nói gì. Anh bước tới trước bàn ăn, thấy Hàn Phương Nhiên vẫn chưa ra khỏi phòng nên điềm tĩnh nói, nếu mẹ thấy nhà con mua mà không ổn thì có thể ở lại căn nhà cũ, con và Hàn Phương Nhiên dọn ra. Như vậy bố mẹ sống cũng thoải mái hơn. Vốn dĩ Đinh Dũng vẫn chưa muốn dọn đi nhưng giờ thì vừa hay không cần anh phải đóng vai kẻ ác độc nữa. Hừ, nghe vậy, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng nhếch miệng mỉa mai, cái căn nhà cũ rách của cậu mà muốn tôi dọn đến ở sao? Đinh Dũng khẽ cười, không nói thêm gì. Thấy vậy, Hàn Thành Sơn vội khoát tay, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hồng Ngạn, nói, được rồi, cứ dẫn bọn họ tới nhà mà Đinh Dũng mua đi. Vì thể diện mà tiêu đi chi phí sinh hoạt của cả tháng thì không đáng. Bố mẹ, hôm qua con đồng ý với mọi người dẫn mọi người tới nhà con mua rồi, Đinh Dũng gật đầu nhìn hai người nói. Lâm Hồng Ngạn mặt mày vẫn chẳng giãn ra nổi, nhưng như thể nghĩ tới vấn đề về kinh tế, cuối cùng bà ta vẫn hắng giọng không nói gì, rõ ràng là mặc nhận điều đó. Thấy cảnh này, Đinh Dũng không nói thêm gì nữa, đợi Hàn Phương Nhiên ra khỏi phòng thì cùng ăn bữa sáng. Ăn xong, còn chưa thu dọn bàn ăn, điện thoại của Hàn Thành Sơn đã vang lên.
Cái gì, bọn họ đã tập trung ở nhà mới của ông cả rồi à? Hàn Thành Sơn thay đổi sắc mặt, ông ta không ngờ nổi cả đám người lại đến sớm vậy. Lão Hàn, ông mau đến đây, mọi người đều đang đợi rồi, bên trong điện thoại vang lên giọng của Lão Triệu. Ông ta cười ha ha, chúng tôi đều đợi xem nhà mới của ông đấy, đừng để mọi người đợi lâu sốt ruột. Nghe vậy, Hàn Thành Sơn tái mét mặt, ông ta miễn cưỡng nở nụ cười, nói, được, được, giờ tôi tới đó. Sao vậy, bọn họ vội vậy sao, thấy Hàn Thành Sơn ngắt máy, Lâm Hồng Ngạn mới tối sầm mặt hằn học nói, cả đám khốn khiếp, chỉ có đợi cười vào mặt chúng ta. Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu sốt ruột ạ, Đinh Dũng cười nói. Muốn cười chúng tôi, vậy thì lát nữa cho mấy người xem. Hy vọng mấy người thấy nhà xong thì đừng có hoa mắt. Nghĩ vậy, Đinh Dũng kéo Hàn Phương Nhiên xuống tầng trước. Đi cùng một xe nhé, tiết kiệm xăng, thấy Đinh Dũng đi về phía siêu xe, Hàn Phương Nhiên mới kéo anh lại nói. Em tiết kiệm vậy cơ à, Đinh Dũng trêu cô. Thực ra Đinh Dũng cũng không muốn lái chiếc siêu xe này, chủ yếu vì nó quá thu hút người khác, và lại cho dù là đi tới đâu thì cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, không phù hợp với suy nghĩ của Đinh Dũng. Hai đứa làm gì vậy, thấy Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đi tới, Lâm Hồng Ngạn cau mày. Chúng ta đi chung một xe nhé, Hàn Phương Nhiên kéo tay mẹ liếc mắt ra hiệu. Cô muốn hòa giải mối quan hệ của mẹ và Đinh Dũng. Thấy Lâm Hồng Ngạn lại định tỏ thái độ, Hàn Thành Sơn vội nói với Đinh Dũng, con gái đã nói vậy rồi thì đi chung xe nhé, Đinh Dũng con lái xe nhé. Hừ, Lâm Hồng Ngạn lên giọng nhưng không nói thêm gì. Đinh Dũng hít sâu một hơi ngồi vào ghế lái chiếc xe tới Tân Đình Yến Phủ. Chúng ta không phải xuống xe nữa, gọi điện cho bọn họ bảo họ xuống đi, thấy Tân Đình Yến Phủ, Lâm Hồng Ngạn không khỏi tức giận. Bà ta cau mày, thấy bọn họ là tôi lại tức điên lên. Được rồi, tôi gọi điện cho bọn họ, Hàn Thành Sơn lau mồ hôi, nói với giọng bất lực. Sau khi gọi điện thoại, chẳng mấy chốc Lão Triệu đã dẫn theo cả toán người đi tới. Ấy! Lần này rể nhà Lão Hàn sao lại không đi siêu xe nữa thế, có người lên tiếng. Nghe vậy, Triệu Đức Trụ mới hắng giọng cười mỉa mai, cháu thấy chiếc xe đó là xe đi thuê, đến thời gian rồi thì phải trả cho người ta chứ. Tôi cũng thấy Đức Trụ nói có lý, một người trong số đó gật đầu, nhếch miệng mỉa mai, trước đó tôi còn hoài nghi làm gì có chàng trai nào giàu có đi siêu xe lại ăn mặc tuềnh toàng thế được. Lão Hàn, ông cứ lái xe đi trước, chúng tôi đi theo sau. Lão Triệu nhìn Hàn Thành Sơn cười ha ha, không cho ông ta cơ hội xuống xe, chúng tôi muốn xem nhà ông lắm rồi. Được rồi, Hàn Thành Sơn gật đầu gượng gạo nói, cứ nghĩ tới lát nữa sau khi bọn họ thấy nhà Đinh Dũng mua với bộ dạng mỉa mai và cười nhạo mà ông ta không khỏi cảm thấy nóng mặt. Đinh Dũng lại chẳng hề do dự, cứ thế lái xe về phía khu biệt thự Thanh Thành Sơn. Lần này trước mặt bạn bè của Hàn Thành Sơn, anh phải cho Lâm Hồng Ngạn thấy căn nhà mình mua rốt cục có bằng nhà ở Tân Đình Yến Phủ hay không. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe đi ra khỏi cửa Tân Đình Yến Phủ, bên trong này phần lớn đều không phải xe bình thường, chủ yếu là xe Lexus, xe BMW cũng không phải ít. Nếu nói giá trị xe thì ngoài chiếc xe Phaeton mà Đinh Dũng lái ra thì có lẽ là đến chiếc Audi Q7 của Triệu Đức Trụ rồi, có điều chiếc xe của Đinh Dũng đi lại quá đơn điệu mà tiêu chuẩn của số đông lại cao nên nó không bằng chiếc Q7 bắt mắt của Triệu Đức Trụ. Kể cả một người hiểu sâu biết rộng như Hàn Phương Nhiên thì cũng không thể nhìn ra được giá trị chiếc Phaeton mà Đinh Dũng đi. Cô chỉ thấy ngồi rất thoải mái hơn xe thường một chút. Duy chỉ có Đinh Dũng mới biết được giá trị thực sự của nó là bao nhiêu. Bố, con đã nói xe của anh ta là xe đi thuê rồi mà, bố còn không tin, trên đường, Triệu Đức Trụ nhìn chiếc xe Phaeton trước mặt nhếch miệng mỉa mai. Lão Triệu nghe con trai nói vậy thì chợt thẫn thờ, sau đó nheo mắt vuốt râu, cười nói, ai mà ngờ nổi tên ăn hại này lại còn thuê xe để lấy thể diện chứ. Con trai, con nói xem bọn họ có thuê nhà để hù chúng ta không, nói tới đây, trong mắt Lão Triệu rõ vẻ hoài nghi. Có khả năng chứ. Đến xe còn đi thuê thì thuê cái nhà giữ thể diện cũng không phải không thể, Triệu Đức Trụ hắng giọng nói tiếp, bố yên tâm, tới đó con kiếm cớ bảo bọn họ lấy giấy tờ đất ra, tới lúc đó có phải nhà thuê hay không là biết mà. Cách hay đấy, Lão Triệu bật cười, Hàn Thành Sơn ơi Hàn Thành Sơn, ban đầu ông ỷ vào nhà họ Hàn không nể tình tôi, vậy thì đừng trách tôi. Chẳng mấy chốc, Đinh Dũng dẫn cả đám người ra khỏi thành phố. Thấy Đinh Dũng ra khỏi thành phố, mọi người ở phía sau đều tỏ ra khó hiểu. Cậu ta định làm gì?
sao lại lái xe ra vùng ngoại ô? Bố, tên này không phải là mua nhà ở ngoại ô chứ? Thấy Đinh Dũng lái xe ra khỏi thành phố, Triệu Đức Trụ châm chọc nói. Ha ha ha, bố thấy có khả năng lắm. Có lẽ cậu ta bỏ ra kha khá tiền thuê xe rồi, đến nhà cũng thuê không nổi, lão Triệu không nhịn được mà bật cười. Lúc này, bên trong chiếc Phaeton, Lâm Hồng Ngạn cũng đang trợn tròn mắt nhìn những tòa nhà chọc trời xa dần, bà ta không khỏi cau mày, Đinh Dũng, nhà con mua không ở trong nội thành à? Vâng, Đinh Dũng gật đầu, khu biệt thự Thanh Thành Sơn quả thực không ở trong thành phố, nó ở ngoại ô. Sao con lại mua nhà ở xa vậy? Hàn Thành Sơn thất vọng, trong lòng còn tức giận không thôi. Nếu biết trước thế này thì ông ta không để đám lão Triệu cùng tới đây. Nếu như để đám bạn học của ông ta biết nhà ông ta ở ngoại ô thì chắc chắn sẽ cười phá lên cho coi, và lại còn là căn nhà cũ rích không có cầu thang máy. Mất mặt làm sao? Đinh Dũng, có phải cậu muốn cho chúng tôi mất mặt không hả? Lâm Hồng Ngạn trợn mắt tức tối nạt Đinh Dũng, cậu mua nhà ở đây mà còn mời bọn họ tới chơi. Cậu không sợ mất mặt nhưng chúng tôi sợ. Mẹ, mẹ bớt nói được không? Hàn Phương Nhiên mặc dù cũng thất vọng nhưng vẫn trách mẹ mình, nói, cũng đã đến rồi. Mẹ nói mấy lời này có tác dụng gì, và lại sĩ diện thì để làm gì, có ăn được không? Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không nói lời nào, có điều anh thấy câu cuối cùng của Hàn Phương Nhiên nói rất đúng. Đối với một con người sống hơn 5.000 năm như anh mà nói thì thể diện thật sự không quan trọng bằng một bữa ăn. Sau khi ra khỏi thành phố, Đinh Dũng liền lái xe dẫn mọi người đi về phía Thanh Thành Sơn. Con đưa mọi người tới đây làm gì? Sau khi thấy biển chỉ dẫn đi về phía Thanh Thành Sơn, Hàn Thành Sơn trợn mắt nhìn Đinh Dũng hỏi. Con mua nhà ở đây, Đinh Dũng không quay đầu lại, thản nhiên trả lời. Cái gì, con đùa bố đấy à, Hàn Thành Sơn mặt mày khó coi hẳn, ông ta hạ giọng, ở đây không cho người khác ra vào tùy tiện đâu. Cậu có chọn thì chọn cái nơi tốt một tí, đến Thanh Thành Sơn khác gì tự chịu phạt, Lâm Hồng Ngạn cau mày hắng giọng, khôn vặt thế thì có tác dụng gì, tới lúc đó nếu cậu không có chìa khóa thì bọn họ nhất định sẽ cười cho bẽ mặt. Tới đó tôi xem cậu định thế nào. Không phải đến chúng tôi mà cậu cũng lừa chứ. Nói tới đây, Lâm Hồng Ngạn đột nhiên tối sầm mặt nạt Đinh Dũng, hay là cậu thuê nhà ở đây? Mẹ nghĩ nhiều rồi, mẹ nghĩ ở đây họ cho người bên ngoài thuê à? Đinh Dũng lắc đầu cười. Người có thể mua được nhà ở Thanh Thành Sơn thì đâu có ai là không giàu có và không có quyền lực chứ. Ai dỗi hơi mà đem căn nhà với giá trên trời của mình cho thuê. Thế nhưng Đinh Dũng còn chưa lên tiếng thì phía trước đột nhiên có xe đi tới chặn trước xe Đinh Dũng. Bố đã nói rồi, ở đây không cho người ngoài ra vào tùy tiện đâu. Hàn Thành Sơn trông thấy chiếc xe có ba chữ Thanh Thành Sơn thì đột nhiên tái mặt, lên tiếng, bố nghe nói tư nhân đầu tư ở đây, chỉ cho phép chủ nhân của biệt thự vào, những người khác không có tư cách vào trong. Con xuống xe xem, Đinh Dũng cau mày mở cửa xe bước xuống. Hai người mặc áo khoác ngoài có chữ quản lý khu Thanh Thành Sơn đi tới, nói với Đinh Dũng, chào anh, xin lỗi, chúng tôi vừa nhận ra xe của anh chưa đăng ký, người ngoài không được phép vào. Cả Thanh Thành Sơn đều được nhà họ Thiết mua chọn, bọn họ làm vậy cũng không có gì quá, Đinh Dũng không ý kiến gì, định lấy chứng minh thân phận ra thì đám người Triệu Đức Trụ đi tới. Ồ, sao lại ngăn chúng tôi lại, Triệu Đức Trụ hắng giọng nhìn Đinh Dũng mỉa mai, anh muốn lừa mọi người à? Nói dẫn chúng tôi đi xem nhà, kết quả lại dẫn chúng tôi tới Thanh Thành Sơn, anh rốt cục có ý gì? Là muốn chúng tôi bẽ mặt cùng anh sao? Triệu Đức Trụ không cho Đinh Dũng cơ hội phản bác, chỉ vào mặt Đinh Dũng mỉa mai, tôi thật sự không biết chú Hàn sao lại có thể có một đứa con rể bỏ đi như thế này. Thực ra bọn họ cũng chưa từng tới Thanh Thành Sơn nên bị người ta chặn lại thì thấy ái ngại. Khu biệt thự Thanh Thành Sơn là nơi đề cao sự riêng tư. Nếu mọi người không sống ở đây thì xe không được vào, mời mọi người rời đi cho, nghe vậy, hai nhân viên quản lý hắng giọng nói. Khốn khiếp, anh cố ý dẫn chúng tôi tới đây cho chúng tôi bẽ mặt phải không, nghe quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ tái mặt nói. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày, có điều anh còn chưa lên tiếng thì bố Triệu Đức Trụ đã khoát tay, hai, sao con có thể nói chuyện với Đinh Dũng vậy chứ? Có điều lão Hàn à, lần này mấy người làm vậy là không được rồi. Chưa mua nhà thì thôi, sao lại cứ đưa chúng tôi tới Thanh Thành Sơn? Đây khác gì cố ý để chúng tôi mất mặt, dù lão Triệu nói vậy nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng. Quả nhiên, nghe lão Triệu nói vậy, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày tối sầm cả lại, đặc biệt là Hàn Thành Sơn càng tái mặt đi.
Ông ta đã biết trước Lão Triệu sẽ nhân cơ hội này châm chọc ông ta rồi, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại làm vậy. Giờ thì không chỉ Lão Triệu cười ông ta mà ngay cả những người khác mặt mày cũng đều tỏ vẻ coi thường. Đợi đã, Đinh Dũng khoát tay sau đó nhìn hai nhân viên quản lý, nói tôi là chủ hộ ở đây, lần này tôi đưa bạn bè tới xem nhà. Đây, chấm CSO dù anh là chủ hộ thì cũng không thể dẫn theo nhiều xe vào nhà như vậy được, hai nhân viên kia tỏ ra bị làm khó. Bao nhiêu xe như vậy nếu mà đi vào khu biệt thự thì e rằng không có chỗ để. Chúng tôi có thể sắp xếp xe bus cỡ lớn, anh có thể cho mọi người dỗ xe vào bãi đỗ xe của trang viên, nói tới đây, hai nhân viên kia do dự một lát rồi lên tiếng tiếp, anh chắc chắn là chủ hộ chứ. Có thể cho chúng tôi xem chứng minh thân phận không? Ha ha ha, không phải mọi người tin rồi chứ. Nếu anh ta là chủ hộ ở đây thì tôi nhảy từ trên núi xuống cho coi, nghe vậy, Triệu Đức Trụ lên giọng, nói tiếp, xin lỗi hai vị. Chúng tôi cũng không thể chịu nổi kiểu lừa bịp của anh ta nên mới nhẹ dạ lên núi, xin hai vị lượng thứ, chúng tôi đi ngay đây. Đinh Dũng, hay thôi bỏ đi, Hàn Phương Nhiên xuống xe kéo Đinh Dũng. Cô cũng không tin Đinh Dũng có thể mua nổi nhà ở Thanh Thành Sơn, chỉ coi Đinh Dũng sĩ diện nên mới dẫn mọi người tới đây. Không ngờ còn chưa vào trong đã bị chặn lại. Và đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phương Nhiên biết được biệt thự ở đây là biệt thự riêng, đề cao tính cá nhân. Người bình thường đến lên núi cũng không được. Em yên tâm, Đinh Dũng chỉ cười sau đó nhìn sang Triệu Đức Trụ nhếch miệng, hỏi, vừa rồi cậu nói nếu tôi là chủ hộ thì cậu nhảy từ đây xuống phải không? Anh còn giả bộ cái gì, đừng cho rằng tôi không biết cái xe cũng là anh đi thuê, Triệu Đức Trụ tỏ thái độ coi thường, dựa vào anh mà đòi mua được nhà ở đây, anh cũng không nhìn lại xem mình mặc cái thứ gì trên người, từ đầu tới chân còn không nổi 100 tệ mà cũng xứng mua nhà ở Thanh Thành Sơn. Anh có biết một căn hộ ở đây bao nhiêu tiền không hả? Nói ra lại sợ dọa anh sợ chết đi đấy, Triệu Đức Trụ càng nói càng hăng. Đúng vậy, cháu đừng có khoe quá, biệt thự ở đây không phải cứ phấn đấu là mua được đâu, Lão Triệu nheo mắt nhìn Đinh Dũng nhưng nói giọng điệu khó nghe. Ý của ông ta rõ ràng quá rồi, chính là muốn nói Đinh Dũng có phấn đấu thế nào cũng vẫn nghèo kiết xác, nằm mơ cũng không mua được biệt thự ở đây. Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn không xuống xe mà kéo cửa kính lên vì không muốn mất mặt. Tôi hỏi cậu có phải vừa rồi cậu nói nhảy từ đây xuống không, Đinh Dũng không khách khí, cười hỏi. Mẹ kiếp, còn bày đặt cái gì, một tên bỏ đi như anh đúng là không biết Phương Nhiên ưng ở điểm nào, thấy Đinh Dũng không hề tỏ ra tức giận, trong lòng Triệu Đức Trụ không khỏi khó chịu, hắn ta hắng giọng, không sai, vừa rồi tôi nói nếu anh mua được nhà ở đây thì tôi nhảy từ trên này xuống. Nhưng nếu như anh không có nhà ở đây thì nhanh chóng thừa nhận, đừng có làm mất thời gian của mọi người, nói tới đây, Triệu Đức Trụ mặt mày tỏ vẻ đắc ý, cố tình để lộ chiếc đồng hồ vàng trên tay, nói, Phương Nhiên, nếu em đồng ý thì mọi thứ của anh đều là của em. Triệu Đức Trụ dứt lời, Đinh Dũng lập tức nheo mắt nhìn hắn ta. Tên này dám đứng trước mặt anh nói những lời này, đúng là không coi anh ra gì. Còn Hàn Phương Nhiên nghe xong thì cũng không khỏi cau mày. Nhìn Triệu Đức Trụ mà nạt, em đã kết hôn rồi, anh tự trọng cho. Tên ăn hại này thì được ở chỗ nào, chẳng qua anh ta chỉ, nghe thấy hai từ tự trọng, Triệu Đức Trụ tức tối vô cùng, hắn nắm chặt tay. Nhưng nào ngờ hắn còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã rút một tấm thẻ từ trong túi ra giơ trước mặt hai người quản lý kia, thế này đủ chứng minh chưa? Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ, hai người kia thấy tấm thẻ trong tay Đinh Dũng thì biến sắc. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Đinh Dũng chỉ nhân cơ hội này muốn lẻn vào trong vì dù sao người thế này bọn họ gặp rất nhiều, nào ngờ Đinh Dũng thật sự là chủ hộ ở đây, và lại còn có thẻ vàng. Thẻ vàng thể hiện cái gì? Đó là người mua biệt thự hiệu chữ địa ở đây, và nó đủ chứng minh thân phận của Đinh Dũng rồi. Đó cũng là tấm thẻ thông hành ở khu biệt thự này. Cho dù là ở khu vực nào thì chỉ cần có tấm thẻ vàng này thì Đinh Dũng có thể tự do đi lại trong biệt thự Thanh Thành Sơn. Xe của anh có thể thông hành, nhưng xe khác phiền anh thông báo cho bọn họ một tiếng, đỗ xe trong bãi đỗ của trang viên, chúng tôi sắp xếp xe bus cho anh. Sau khi xác nhận Đinh Dũng chính là chủ hộ, hai nhân viên quản lý kia liền gật đầu tỏ thái độ khiêm nhường, thái độ của bọn họ lúc này so với ban đầu như thay đổi 180 độ. Cái gì, nghe nhân viên quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ trợn tròn mắt, sao hắn ta có thể là chủ hộ ở đây được? Hai người không nhầm chứ? Một tên nghèo kiết xác mà có thể mua nổi biệt thự ở đây sao? Đúng vậy, hai cậu phải tìm hiểu kỹ đấy, Lão Triệu vội nói thêm. Đinh Dũng nghe xong thì cười lạnh lùng,
Anh nhìn hai bố con nhà Triệu Đức Trụ, thản nhiên nói, không phải cậu muốn nhảy từ trên núi xuống sao? Nhảy từ đây hay lên cao hơn nữa nhảy? Anh, Triệu Đức Trụ suýt chút nữa thì tức quá mà phát nội thương. Hắn chỉ vào Đinh Dũng, cắn răng nói, không thể nào, anh rõ ràng đang lừa chúng tôi. Đã không tin thì lên kia xem, Đinh Dũng nheo mắt cười khoanh tay trước ngực, hằng giọng. Có điều, đợi lát nữa nếu sau khi thấy nhà tôi rồi thì hy vọng cậu có thể thực hiện những gì mình nói, nhảy từ trên núi xuống. Tôi không tin, anh có thể có chìa khóa ở đây, Triệu Đức Trụ mặt mày căm phẫn, trong lòng không muốn tin Đinh Dũng là chủ hộ ở đây. Nhưng trong lòng những người khác thì lại tỏ tường, đến quản lý cũng thừa nhận rồi thì có gì mà nghi ngờ. Một căn ở đây có giá lên đến cả trăm triệu tệ, có người không khỏi trầm trồ mà lên tiếng. Đinh Dũng còn chưa nói gì thì nhân viên quản lý ở bên đã cười nói, anh ấy mua biệt thự chữ địa ở đây nên giá ít nhất cũng phải vài trăm triệu nhân dân tệ đổ lên. Cái gì, vài trăm triệu nhân dân tệ? Trời ơi! Đây mới là người có tiền thực thụ, không phô trương như một số người. Nghe nhân viên quản lý nói vậy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, mặt người nào người nấy đều tái mét, đặc biệt là mấy người trước đó đã không vui vẻ gì với lão Triệu mà mãi vẫn không kiếm ra được cơ hội nên giờ nhân lúc này lên giọng coi thường. Lão Triệu mặt mày khó coi. Vốn dĩ hôm nay ông ta muốn cười nhạo Hàn Thành Sơn nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại mua nhà ở đây thật, đây khác gì là vỗ vào mặt ông ta đâu. Hừ, biệt thự thì đã sao, không phải ở ngoại ô sao, lão Triệu hắng giọng. Sao có thể tiện bằng ở Tân Đình Yến Phủ được? Vốn dĩ lão Triệu chỉ muốn lấy lại chút thể diện cho mình nhưng nào ngờ nhân viên quản lý không biết ông ta đã mua nhà ở Tân Đình Yến Phủ nên lúc này nghe vậy lại cười ha ha, một người trong đó lắc đầu nói, tôi biết Tân Đình Yến Phủ. Là khu mới khai thác nhưng không cùng đẳng cấp với Thanh Thành Sơn. Bất cứ căn biệt thự nào ở đây cũng đều có thể bán với giá bằng mười mấy căn ở Tân Đình Yến Phủ. Không sai, những phương diện khác không thể nào so sánh được, người còn lại thêm lời, nói xong thì nhìn sang Đinh Dũng. Được rồi, các cô chú đỗ xe ở trang viên cả nhé ạ, cháu cho người sắp xếp bus đưa các cô các chú lên trên kia, Đinh Dũng nhìn mọi người một lượt rồi nói. Được, tôi nóng lòng muốn xem nhà mới của lão Hàn lắm rồi. Vậy nghe theo sự sắp xếp của Dễ Hiền. Nghe Đinh Dũng nói vậy, lần này không có ai phản đối, tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng. Chủ yếu là vì nhân viên quản lý cũng đã nói rồi, không cho bọn họ lái quá nhiều xe lên núi nên chỉ có thể đi bus. Không ai lại muốn lên đến đây rồi mà đi về và lại, bọn họ còn muốn xem biệt thự mà Đinh Dũng nói trông thế nào nữa. Dù sao thì Thanh Thành Sơn cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể tới, có lẽ cả đời cũng chỉ có cơ hội lần này có thể vào trong mở mang tầm mắt. Con trai, phải làm sao, lão Triệu mặt mày khó coi nói với Triệu Đức Trụ. Không sao, vào với hắn ta thì sao chứ, Triệu Đức Trụ vẫn nhìn Đinh Dũng chằm chằm hằn học, con không tin anh ta có thể mua nhà ở đây, con thấy anh ta thông đồng với người ở đây lừa chúng ta thì có, con không tin anh ta có thể có chìa khóa nhà ở đây được. Lão Hàn. Ông đúng là có con rể tốt, một người đàn ông trung tuổi đi tới gõ cửa. Hàn Thành Sơn nghe tiếng gõ cửa, biết mình không né được nên mở cửa sổ, ái ngại cười nói, thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ nó lại dẫn mọi người tới đây. Tôi biết ông sống đơn giản không phô trương như lão Triệu, có điều con rể ông cũng giỏi thật đấy, có thể mua được một căn biệt thự ở đây, người đàn ông trung tuổi kia giơ ngón tay tỏ vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Hàn Thành Sơn sững người. Có vẻ không hiểu ý nên mặt mày không mấy tự nhiên. Ông ta cho rằng người này đang cố tình mỉa mai mình, vội khoát tay, đều tại tôi, nếu không phải tôi không hỏi rõ thì nó cũng không đến mức dẫn mọi người tới đây, mất công đi cả đoạn đường dài. Hàn Thành Sơn khi nãy đóng cửa xe nên không nghe được nhân viên quản lý xác nhận thân phận của Đinh Dũng. Ông ta còn cho rằng đối phương cố ý mượn chuyện này để mỉa mai mình. Người đàn ông trung tuổi kia không ngờ Hàn Thành Sơn lại không biết Đinh Dũng mua nhà ở đây. Ông ta chỉ coi Hàn Thành Sơn sống đơn giản nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy có thêm thiện cảm nên mới vội nói, đâu có, vừa rồi cậu con rể của ông cũng đã nói với người ta rồi, người ta cho chúng tôi đi xe bus vào trong rồi. Không phải mất công tới đây đâu, lão Hàn, ông cũng thật là, đến xuống xe cũng không xuống, có phải sợ người ta khen mình quá không, người đàn ông trung tuổi nheo mắt cười. Nhìn Hàn Thành Sơn, ông ta thầm nghĩ nhất định phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Phương Nhiên, nói không chừng sẽ có lúc cần đến. Hả, Hàn Thành Sơn ngỡ ngàng, đi xe bus lên núi làm gì? Được rồi, không nói nhiều nữa,
chúng ta tới trang viên trước, người kia thấy mọi người đều đã lên xe thì vội vẫy tay gọi, lần này ông mời mọi người bữa cơm là không được đơn giản quá đâu nhé, nhiều tiền như vậy là phải chi cho bó. Nói rồi, ông ta quay người chạy về phía xe bus, chỉ để lại Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn ngây người trên xe. Có chuyện gì vậy? Lâm Hồng Ngạn kéo Hàn Thành Sơn lại, cau mày hỏi, vừa rồi lão Trần nói có ý gì thế? Sao chúng ta phải lên núi? Nghe vợ mình nói vậy, Hàn Thành Sơn vội lắc đầu, mặt mày khó hiểu, tôi biết làm sao được. Lúc này những chiếc xe khác đều đã quay đầu đi xuống núi. Đinh Dũng dặn dò hai người quản lý vài câu rồi mới cùng Hàn Phương Nhiên quay về xe. Đinh Dũng, có chuyện gì vậy? Hàn Thành Sơn thấy Đinh Dũng quay về xe thì vội lên tiếng hỏi. Đinh Dũng lên xe thì không để ý Hàn Thành Sơn nói gì mà lái xe đi về phía trước. Hàn Phương Nhiên hãy còn vẻ mặt ngạc nhiên, cô hỏi, bố, có lẽ Đinh Dũng thật sự đã mua nhà ở đây. Cái gì, không ngờ Hàn Thành Sơn nghe xong thì nhảy dựng lên. Ông ta cau mày, vẻ mặt không sao tin nổi, hỏi lại con gái, con vừa nói gì. Đinh Dũng mua nhà ở đây. Sao có thể, đây là biệt thự Thanh Thành Sơn, là nơi đắt đỏ nhất Kim Châu. E rằng chỉ cần một căn biệt thự bất kỳ ở đây cũng có giá cả trăm triệu nhân dân tệ rồi, Lâm Hồng Ngạn nghe xong thì giật mình. Bà ta biết biệt thự ở đây đắt đỏ thế nào, nói tấc đất tấc vàng cũng không quá. Không có gì là không thể cả, trước đó con nói rồi mà bố mẹ không tin thôi, Đinh Dũng lên tiếng nói thản nhiên. Nói rồi, anh không tiếp tục thêm lời nào nữa, cứ thế đạp ga đi về phía khu biệt thự tầm trung. Với thẻ vàng chứng minh thân phận. Đinh Dũng có thể qua được hai cửa kiểm tra nhanh chóng, đưa cả nhà Hàn Phương Nhiên tới phía trước cửa biệt thự. Sau khi đỗ xe ở khu đỗ xe riêng, Đinh Dũng dẫn theo ba người với vẻ mặt ngỡ ngàng xuống xe, đi về phía biệt thự. Qua, không khí ở đây thật trong lành, vừa tới cửa biệt thự, Hàn Phương Nhiên đã chạy ngay tới cái cây trước cửa vui mừng thốt lên. Dưới cái cây còn có bàn cờ bằng đá, trông giống như đá tự nhiên được người ta điêu khắc. Bên trên còn đặt những quân cờ bằng đá, trông rất phong vị. Ở đây đợi mọi người thôi, chắc mọi người sẽ đến đây nhanh thôi, Đinh Dũng không mở cửa mà nhìn đồng hồ. Không lâu sau đó, cả chiếc xe bus to đi từ dưới núi lên. Bọn họ đến rồi, Đinh Dũng thấy chiếc xe bus thì điềm tĩnh nói. Hàn Thành Sơn vừa ngồi xuống, nghe vậy liền đứng bật dậy nhìn chiếc xe đi đến gần mà mặt mày ông ta không khỏi hưng phấn. Ông ta rất nóng lòng muốn xem bộ dạng ngạc nhiên của mấy người phía lão Triệu rồi. Đặc biệt là cứ nghĩ tới sau khi những người này thấy căn biệt thự của mình và tỏ ra thẫn thờ, Hàn Thành Sơn lại càng thấy vui sướng. Nghĩ tới bộ dạng lão Triệu trước đó mỉa mai mình, ông ta lập tức quyết định lát nữa trả lại lão Triệu gấp bội. Chiếc xe bus từ từ dừng lại cách cửa biệt thự không xa. Hai nhân viên quản lý khi nãy dẫn đoàn xuống xe, sau khi thấy Đinh Dũng thì tỏ ra kính trọng vô cùng, thưa anh. Tất cả mọi người chúng tôi đã dẫn tới đây rồi. Ngoài ra, sau khi giám đốc Thiết biết anh tới nên đã cho chúng tôi chuẩn bị một căn phòng VIP rất rộng rãi, tối nay anh có thể dùng cơm miễn phí ở trang viên, mọi thứ đều áp dụng theo tiêu chuẩn cao nhất. Nhân viên quản lý kia vừa nói vừa tỏ ra cung kính, đưa một tấm thẻ khách cho Đinh Dũng, có tấm thẻ này, anh có thể mặc sức chi tiêu trong trang viên, mời anh nhận cho. Được rồi, thay tôi cảm ơn ông Thiết, Đinh Dũng gật đầu cười nói. Mặc dù nhà họ Thiết không can dự vào một số việc ngày thường ở thành phố Kim Châu nhưng thực lực của bọn họ lại rất vững mạnh, chỉ ít thì cho tới hiện tại, bọn họ vượt xa nhà họ Viên. Không chỉ xét về nền tảng mà cả tiềm lực kinh tế cũng như các phương diện khác, nhà họ Thiết hoàn toàn có thể đè bẹp nhà họ Viên. Chẳng trách mà nhà họ Viên chỉ có thể giữ chức cao nhất là tam đương gia của hội Hắc Mã còn nhà họ Thiết lại có chức nhi đương gia. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại thắc mắc. Thực ra thái độ của anh đối với nhà họ Thiết và hội Hắc Mã lại rất kỳ lạ. Tại sao nhà họ Trương ở thành phố Kim Châu từ thôn tính địa bàn của hội Hắc Mã mà nhà họ Thiết là nhị đương gia lại không hề có động tĩnh gì? Còn vị đại đương gia thần bí kia rốt cục là thần thánh phương nào? Đinh Dũng vẫn luôn tò mò vì điều này. Lão Hàn, căn biệt thự này là nhà ông mua sao, vừa xuống xe đã có người chạy tới bao vây Hàn Thành Sơn. Lão Triệu và con trai ông ta Triệu Đức Trụ mặt mày khó coi. Từ trên xe đi xuống, cả hai người bọn họ liền thấy không hay rồi. Ai ngờ xe bus lại tới đón bọn họ thật, sau đó tới lưng chừng núi thì cả hai bố con họ đã quả quyết rằng Đinh Dũng thật sự có khả năng mua nhà ở đây. Thực ra Triệu Đức Trụ cứ nghĩ tới câu nói của mình với Đinh Dũng trước đó mà cảm thấy ái ngại, trong lòng không khỏi lo sợ.
Nếu như Đinh Dũng mua được nhà ở đây thì thân phận của anh phải khủng tới cỡ nào? Đụng phải một nhân vật tai to mặt lớn như vậy, hậu quả sẽ không thể thảm hơn được. Triệu Đức Trụ bắt đầu thấy hối hận vì đã chọc tức Đinh Dũng. Thậm chí trong lòng hắn ta còn muốn đổ hết việc này lên đầu bố mình. Nếu không phải bố ta cứ muốn khoe khoang nhà mới thì cũng không đến mức phải đối đầu với Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn. Cho nên hắn thấy mọi chuyện đều do bố mình mà ra. Bố, chúng ta nên làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, Triệu Đức Trụ lại nhìn bố mình với vẻ khó chịu. Nếu như hắn ta mua nhà ở đây thật thì tên đó chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Con yên tâm, lão Hàn là bạn bố, cậu ta cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Lão Triệu hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nói. Nhưng thực tế trong lòng ông ta lúc này lại thấy hoang mang vô cùng. Từ khi đi học ông ta và Hàn Thành Sơn có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, cả hai người vẫn luôn âm thầm tranh đấu. Ngày trước Hàn Thành Sơn dựa vào mối quan hệ của nhà họ Hàn nên khiến cho ông ta bẽ mặt không ít lần, cho nên ông ta mới muốn khoe khoang để dìm Hàn Thành Sơn. Thế nhưng ai ngờ lần này đúng là đá phải sắt, Hàn Thành Sơn lại có thể có cậu con rể khủng tới cỡ này. Lão Triệu, mau vào đi, Hàn Thành Sơn vẫy tay với hai người phía Lão Triệu. Thấy Hàn Thành Sơn mặt mày tươi rói, Lão Triệu lại lẩm bẩm, lập tức ý thức được tiếp theo chẳng có gì tốt đẹp rồi. Thế nhưng Lão Triệu còn chưa trả lời thì Hàn Thành Sơn đã nói, hai bố con ông không phải vẫn muốn xem nhà mới của chúng tôi sao? Nhà mới của chúng tôi có hơi rộng một chút, tôi dẫn hai bố con đi dạo. Hừ, tôi không tin ông có thể làm gì chúng tôi, Lão Triệu hắng giọng nghiến răng đi trước. Thấy bố mình đi rồi, Triệu Đức Trụ chỉ đành bấm bụng đi theo. Thấy Đinh Dũng ở bên kia, hắn nào dám cao ngạo nữa, bèn khom người nói, anh Đinh, khi nãy là do tôi không đúng, tôi. Cậu có gì mà không đúng chứ? Đi, tôi dẫn cậu đi dạo, Đinh Dũng cười nói, không cho Triệu Đức Trụ cơ hội giải thích, cứ thế lên tiếng ngắt lời sau đó lấy chứng minh thân phận đi về phía biệt thự. Căn biệt thự tầm trung có phần khác biệt với biệt thự hiệu chữ Thiên, nó được lắp khóa cửa hiện đại tiên tiến, phải dùng thẻ chứng minh thân phận mới có thể mở được. Đây cũng chính là cách bảo mật an toàn cho khách hàng. Dưới từng lớp khóa này, ngoài chính chủ ra thì căn bản sẽ không ai có thể lọt vào đây được, chứ đừng nói là mở cửa khóa. Đinh Dũng lấy thẻ của mình quét lên khóa cửa, cái khóa lập tức mở ra. Đẩy cửa bước vào, luồng khí tức tươi mới sực vào mũi. Oa, đẹp quá! Trời ơi, bên trong này còn có bể nước, ông xem con rồng này trông mới khí thế làm sao? Ôi chao, cũng phải vài trăm mét vuông ấy. Vừa đi vào trong biệt thự mọi người đã bị choáng ngợp bởi nơi này. Đặc biệt là sau khi thấy bể nước rộng lớn trong khoảng sân, bọn họ càng trầm trồ mãi không thôi. Đây rõ ràng là một thế giới thu nhỏ. Lão Triệu mau tới xem nhà mới của tôi thế nào, xem có thua nhà ông không, Hàn Thành Sơn mặt mày ngỡ ngàng nhưng ông ta vẫn không quên Lão Triệu, nheo mắt cười nói. Nghe vậy, Lão Triệu tái cả mặt đi. Mặc dù nhà ông ta cũng rất đẹp nhưng so với nơi này thì rõ ràng là một trời một vực. Ha ha ha, Lão Hàn chê cười rồi. Biệt thự sao có thể so với căn chung cư được chứ? Kém xa, trước đó mấy người vây xung quanh Lão Triệu lúc này đều bỏ rơi Lão Triệu mà đi tới bên Hàn Thành Sơn, nói, Lão Hàn, ông đúng là có phúc, có một cô con gái và con rể hiếu thuận như vậy. Tôi mà có được cô con gái thế này thì quả là tốt biết bao. Đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Đức Trụ ở phía sau cùng, nhếch miệng cười nói, cậu Triệu. Ở đằng sau biệt thự không xa có một vách núi, hay là cậu nhảy từ đó? Anh Đinh, tôi sai rồi. Nghe vậy, Triệu Đức Trụ run rẩy, chân mềm nhún, vội chạy tới trước mặt Đinh Dũng khóc lóc, trước đó là tôi nói lỡ lời với anh. Anh Đinh, anh đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi mà. Lời là do cậu nói, không phải tôi ép cậu mà. Đinh Dũng mặt mày vô tình nhìn Triệu Đức Trụ. Làm người phải biết chịu trách nhiệm với mỗi lời nói của mình. Đã nói ra rồi thì phải làm theo. Đúng vậy, nói lời phải giữ lời, nếu không thì ai cũng tiện miệng nói bừa được sao, lần này không ai giúp Triệu Đức Trụ nữa, mọi người đều đứng về phía Đinh Dũng. Thậm chí có người phụ nữ trung tuổi còn rút điện thoại ra mở đoạn ghi âm, rõ ràng là lời nói mỉa mai lúc nãy Triệu Đức Trụ nói với Đinh Dũng khiến Triệu Đức Trụ tái mét mặt mày. Mặc dù Đinh Dũng không biết bà ta ghi âm làm gì nhưng đó lại là chứng cứ không thể chối cãi. Đinh Dũng không lựa chọn bỏ qua cho Triệu Đức Trụ mà chỉ vào phía xa. Bên kia kìa, cứ đi tới đó là có thể tới được bên vách núi.
Nói xong, Đinh Dũng không để ý đến Triệu Đức Trụ nữa mà đi cùng Hàn Phương Nhiên. Triệu Đức Trụ có nhảy hay không, thực ra Đinh Dũng cũng không quan tâm cho lắm, nhưng làm người phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra, đây là chân lý từ xưa tới nay rồi. Bố mẹ cứ đi dạo đi nhé, Đinh Dũng nói với hai người rồi cùng Hàn Phương Nhiên đi sang góc khác. Đinh Dũng, anh mua chỗ này thật sao, tới bây giờ Hàn Phương Nhiên vẫn không tin là thật. Khi cô còn rất nhỏ, cô biết ông mình có một ước mơ, chính là có thể dọn vào biệt thự ở Thanh Thành Sơn sinh sống, cho nên ước mơ của Hàn Phương Nhiên từ nhỏ chính là mua một căn biệt thự ở đây. Nhưng sau này khi lớn lên, cô mới phát hiện mơ ước ngày xưa chỉ là mơ ước mà thôi. Cái giá trên trời của Thanh Thành Sơn khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Vô số lần cô mong ước mình có thể sống ở đây, nhưng sau mỗi lần hoang tưởng như vậy, cô đều tự nhủ rằng không thể. Làm người vẫn nên thực tế thì hơn. Thế nhưng Hàn Phương Nhiên lại không thể ngờ nổi có ngày mình có thể dọn tới đây ở, và lại căn nhà còn là của Đinh Dũng, người chồng mà trước kia cô vẫn luôn coi thường. Là anh mua, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta, Đinh Dũng gật đầu cười thần bí, sau đó cúi đầu khẽ nói với Hàn Phương Nhiên, sắp tới kỷ niệm ngày cưới rồi, đây là quà mà anh tặng em. Hả, Hàn Phương Nhiên bụng miệng, cô không ngờ Đinh Dũng lại nhớ tới ngày kỷ niệm hai người kết hôn. Cũng vì Đinh Dũng nhắc nên cô mới nhớ ra vài ngày nữa tới ngày kỷ niệm. Vốn dĩ anh định hôm đó mới nói với em, cho em bất ngờ, Đinh Dũng lắc đầu, thở dài. Có điều ngày mai anh phải đi Bắc Cảnh, có lẽ phải ở đó một khoảng thời gian, không dám đảm bảo trước ngày kỷ niệm sẽ kịp về. Anh nhất định phải cẩn thận đấy, Hàn Phương Nhiên mặt mày ủ rũ, tỏ vẻ không nỡ. Đôi mắt cô ngấn lệ, em không cho phép anh xảy ra chuyện gì, em sẽ ở nhà đợi anh. Ngốc quá, sao anh có thể gặp phải chuyện gì được chứ, Đinh Dũng xoa tóc Hàn Phương Nhiên. Thực ra anh muốn nói kể cả có việc gì thì anh cũng không thể chết được. Anh đã sống hơn 5.000 năm rồi, muốn chết cũng không được. Có điều, câu này Đinh Dũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, không dám nói ra, nếu không thì sẽ khiến Hàn Phương Nhiên nghĩ anh là quái vật. Lỡ Hàn Phương Nhiên nghĩ không thông mà ghét bỏ anh thì sao? Khi chưa có gì chắc chắn, Đinh Dũng sẽ không nói bí mật này cho bất cứ ai. Trên đời này không có ai biết được bí mật đó hết. Kể cả là Kim Vô Đạo cũng chỉ là phỏng đoán, vì Đinh Dũng trong nhận thức của Kim Vô Đạo quả thực như đổi cơ thể khác, hình dáng hoàn toàn khác xưa. Chúng ta tới kia xem, nghĩ tới đây, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, cùng Hàn Phương Nhiên đi tới bên bể nước. Hai người cứ thế đi thật lâu, vòng qua bể nước một vòng, lại một vòng, nói hết những lời từ tận đáy lòng. Còn Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cũng rất nhanh chóng coi nơi này là nhà của mình, dẫn mọi người đi xung quanh biệt thự. Mãi tới khi trời tối dần, hai người mới dẫn mọi người tới phòng khách chuẩn bị tìm chỗ ăn. Bố mẹ, không cần đặt khách sạn đâu, Đinh Dũng thấy Hàn Thành Sơn định đặt khách sạn thì vội xua tay, đưa thẻ khách cho Hàn Thành Sơn, nói, đây là thẻ khách ở trang viên Thanh Long. Chỉ cần có thẻ này thì tối nay có thể chi tiêu miễn phí ở đây, giám đốc Thiết cho con ưu ái này. Bố cứ mời các cô các chú ăn uống no say, con và Hàn Phương Nhiên không ăn ở đây nhé, Đinh Dũng khẽ nói với Hàn Thành Sơn. Nói rồi, Đinh Dũng giao chìa khóa cho Hàn Thành Sơn, ý nói anh và Hàn Phương Nhiên bắt xe về. Ừ, vậy hai con về trước đi, Hàn Thành Sơn nghe nói ở đây được chi tiêu mọi thứ miễn phí thì đột nhiên hưng phấn thấy rõ, đâu quan tâm Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đi đâu. Nhìn con rể nhà lão Hàn mà xem. Đến cả giám đốc Thiết cũng nể mặt ưu ái cho chi tiêu miễn phí ở đây, người phụ nữ trung tuổi khi nãy lên tiếng nịnh nọt, liếc Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng sau đó nói với Hàn Thành Sơn, con trai tôi sắp tốt nghiệp rồi, có thể nhờ con gái và con rể ông sắp xếp cho cháu nó một vị trí không? Dễ thôi, Hàn Thành Sơn nghe bà ta nịnh nọt thì vui tai, cứ thế đồng ý. Dù sao thì hiện giờ ông ta cũng thấy Hàn Phương Nhiên đã là người phụ trách đứng đầu của tập đoàn Hàn Thị. Sắp xếp một người vào đó không phải là việc gì khó khăn. Nghe Hàn Thành Sơn nói vậy, cả toán bạn học của ông ta đều xúm đến nói ý muốn ông ta giúp mình sắp xếp vị trí. Lúc này, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã bắt xe ra khỏi đây. Ngày mai phải xuất phát rồi nên hai người trân trọng đêm cuối cùng bên nhau. Theo lời đề nghị của Hàn Phương Nhiên, cả hai người quyết định về nhà nấu cơm ăn. Vì Hàn Phương Nhiên yêu cầu nên Đinh Dũng ở phòng khách không phải làm gì cả. Hàn Phương Nhiên đích thân vào bếp, bắt đầu cuộc chiến đánh vật với thức ăn. Khi đầu bếp bê lên những món ăn đã được nấu chín ra, đôi mắt Đinh Dũng nhìn mà không khỏi cảm thấy thương xót.
sau này em cũng không phải vào bếp nữa. Da em non nớt vậy làm sao chịu được mùi dầu mỡ với nóng nực. Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên thương xót, trong lòng lại thầm nghĩ hay là để Hàn Phương Nhiên luyện chút công pháp. Nếu Hàn Phương Nhiên có thể luyện công pháp thì không những có thể giữ được nhan sắc mà quan trọng hơn là công pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Tới được tầm như Đinh Dũng thì điều duy nhất không thể chịu được chỉ có sinh ly tử biệt mà thôi. Cũng vì vậy mà sau khi chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt, Đinh Dũng của hiện tại không còn muốn trải qua nỗi đau thêm lần nữa. Xem ra phải sắp xếp việc này nhanh thôi, Đinh Dũng thầm nghĩ nhưng không ngờ Hàn Phương Nhiên lại lôi cổ anh đi vào phòng ngay lúc này. Em muốn sinh con trai cho anh, Hàn Phương Nhiên nói khẽ vào tai Đinh Dũng. Mặc dù Bắc Cảnh và Giang Bắc tiếp giáp nhau nhưng trên thực tế giữa hai nơi lại ngăn cách bằng những dãy núi sừng sững. Không chỉ cách trở mà đến máy bay bay về Bắc Cảnh cũng đều rất hiếm. Đinh Dũng không dễ gì mới đặt được vé máy bay mà lại bay vào 4, 5 giờ sáng. Thế là anh vừa mới ngủ được 2 tiếng đồng hồ thì lại phải dậy thu dọn đồ đạc. Đinh Dũng thu dọn đơn giản rồi đeo ba lô tới sân bay một mình. Vốn dĩ Hàn Phương Nhiên định tiễn Đinh Dũng nhưng Đinh Dũng lại thấy đêm hôm Hàn Phương Nhiên đi một mình tới sân bay rồi quay về thì không an toàn nên anh không để cô ra ngoài. Sáng sớm tại sân bay Kim Châu về cơ bản không có người. Đinh Dũng tới sân bay đi qua cửa kiểm tra, lấy thẻ lên máy bay tới phòng chờ. Anh nhìn ra lớp cửa kính, chỉ thấy có 2, 3 máy bay dừng bên ngoài. Phát triển chậm quá, Đinh Dũng lắc đầu không khỏi than thở. Sau 4 tiếng, Đinh Dũng xuống máy bay. Mặc dù đã thay quần áo trước nhưng sau khi ra khỏi máy bay, Đinh Dũng vẫn bị cái lạnh ở đây làm cho rùng mình. Cũng may anh điều tiết tu vi võ đạo trong cơ thể nên mới có thể chịu được. Đinh Dũng chính thức đặt chân đến vùng đất Bắc Cảnh. Anh cảm nhận được rõ ràng cái lạnh cóng ở nơi này, nó hoàn toàn khác với Giang Bắc. Mặc dù không có tuyết rơi nhưng từng cơn gió buốt thấu xương lại như ấu trùng gặm nhấm xương bàn chân, xuyên qua quần áo khiến người ta không khỏi rùng mình. Nếu như Đinh Dũng không có sức mạnh thì căn bản không thể chịu được thời tiết thế này. Đi ra khỏi sân bay, Bắc Cảnh hiện ra với khung cảnh có phần cằn cỗi, xung quanh không hề có tòa nhà cao tầng, chỉ có vài tòa nhà thấp lẻ tẻ xung quanh sân bay. Cả Bắc Cảnh chỉ có một sân bay này, ngoài tàu hỏa thì đây là nơi duy nhất thông với thế giới bên ngoài. Xung quanh sân bay còn đỡ, sau khi Đinh Dũng đi xa hơn thì khung cảnh điều hưu lại càng rõ nét. Mật độ dân cũng thưa thớt. Trên đường rất hiếm khi thấy bóng người. Đinh Dũng gọi điện cho Kim Vô Đạo nhưng lần này lại không có ai bắt máy. Anh bất lực nên chỉ có thể tự xác định phương hướng mà đi. Nơi này khiến Đinh Dũng phải bất ngờ vì đến cả xe cũng không gọi được. Anh nhớ trước đây ở Bắc Cảnh mặc dù rất cằn cỗi nhưng những người làm ruộng bắt xe qua lại cũng không phải ít, đâu giống như bây giờ đi trên đường hồi lâu mà không thấy bóng người. Đi cả ngày trời, Đinh Dũng mới tìm được một thôn. Đây là nơi duy nhất anh thấy có dấu tích con người sau khi ra khỏi sân bay. Người ngoài vùng, anh đến đây để giết tuyết quái sao, một thanh niên thấy Đinh Dũng thì hỏi bằng giọng phổ thông. Nghe vậy, Đinh Dũng sững người vô thức hỏi lại, giết tuyết quái. Đúng vậy, lẽ nào không phải anh đến giết tuyết quái, cậu thanh niên cường tráng kia nhìn Đinh Dũng tò mò, mấy ngày trước trong thôn có vài người tới đây, đều đến giết tuyết quái. Tuyết quái là gì, Đinh Dũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này nên hỏi lại. Thấy Đinh Dũng hỏi lại, cậu ta mới tỏ vẻ thất vọng, xem ra không phải anh tới giết tuyết quái thật rồi, em còn cho rằng có cơ hội cùng anh ra ngoài xem thế giới bên ngoài nữa. Có điều cũng phải thôi, anh dáng người nhỏ thế này, một mình sao có thể là đối thủ của tuyết quái, nói xong, cậu ta lắc đầu bất lực. Cậu thanh niên, cậu còn chưa nói cho tôi biết tuyết quái là gì, Đinh Dũng hứng thú với người này. Từ lời nói của cậu ta có thể nhận ra mấy ngày trước có người từng tới thôn này. Có phải là nhóm người của Kim Vô Đạo không? Nếu không phải thì là ai? Tuyết quái rốt cục là gì? Đây là nghi vấn trong lòng Đinh Dũng. Có điều cậu ta còn chưa lên tiếng thì một người đàn ông trung tuổi để râu quai nón đi tới. Nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt cảnh giác, sau đó xua tay với cậu thanh niên kia. Đợi cậu ta đứng sau mình thì mới nói, người ngoài vùng, trưởng thôn của chúng tôi muốn gặp cậu. Trưởng thôn, Đinh Dũng ngỡ ngàng, không ngờ mình vừa tới đây là đã có người muốn gặp, được rồi, xin ông đi trước dẫn đường. Có điều Đinh Dũng không hề từ chối, có thể gặp được trưởng thôn thì tốt quá rồi, vì trưởng thôn là người hiểu nơi này nhất, thông tin sẽ nắm được kỹ càng hơn. Đừng mưu đồ gây bất lợi cho thôn của chúng tôi, nếu không tôi sẽ vặn cổ cậu,
người đàn ông để râu quai nón nghiến răng, nói giọng uy hiếp. Rất nhanh chóng, Đinh Dũng đi cùng với người đàn ông để râu quai nón kia tới căn nhà phía trước. Sau khi tới đây, trên mặt ông ta tỏ vẻ cung kính, ông ta khẽ gõ cửa, rồi đứng yên lặng bên ngoài chờ đợi. Một lát sau, một ông già mở cửa nhìn người đàn ông kia và Đinh Dũng rồi cười nói, vào đi. Ông là trưởng thôn ở đây sao? Đinh Dũng vào nhà, hiếu kỳ hỏi. Ông già này trông tuổi cũng có vẻ đã cao, mái tóc ông ta bạc trắng như tuyết, khi đi thì cúi khom người còn trên mặt, những nếp nhăn xô lại với nhau. Không phải, trưởng thôn ở trong kia, ông già nheo mắt cười nói, dẫn Đinh Dũng đi vào trong. Ông Cát, thấy người này, cậu thanh niên ban nãy lập tức nở nụ cười chất phác. Ông già giơ tay xoa xoa đầu cậu ta, nói tiểu tử, ông nói với cháu rồi, bên ngoài hiểm ác, tuyết quái không phải chỉ dựa vào cháu là có thể đối phó được đâu. Cháu muốn ra ngoài xem tuyết quái rốt cục có hình dạng thế nào, ai ngờ cậu thanh niên mặt mày đôn hậu lại nói với giọng kiên quyết, cậu ta nắm chặt tay, cháu nhất định có thể trở thành người săn bắt ưu tú, nhất định có thể trở thành người giết tuyết quái trong thôn. Nói tới đây, trên mặt cậu ta rõ vẻ kiên định, cậu ta nghiến răng khiến Đinh Dũng không khỏi quay qua nhìn. Chẳng mấy chốc, Đinh Dũng đã thấy trưởng thôn. Đây là một người đàn ông trung tuổi cường tráng nhưng dáng vẻ ông ta lại khiến Đinh Dũng không khỏi ngỡ ngàng. Ông ta trông giống hệt với người Giang Bắc, trên mặt không hề để râu quai nón như những người khác mà lại sạch trơn, khác xa với dáng vẻ của người Bắc Cảnh. Chỉ có dáng người trông lực lưỡng như bọn họ mà thôi. Chào cậu, trưởng thôn ngồi xuống đất, sau khi thấy Đinh Dũng thì mới đứng dậy. Nghe giọng phổ thông lưu loát của ông ta, Đinh Dũng giật mình nhưng vẫn gật đầu cười nói, chào ông, hôm nay cháu đi qua nơi này, không biết gọi tên là gì, vẫn xin được chỉ giáo. Mời ngồi. Trưởng tôn nghe Đinh Dũng nói vậy thì không lên tiếng luôn mà giơ tay mời Đinh Dũng ngồi xuống, sau đó mới nhìn sang người đàn ông kia, nói với giọng tôn kính, Cát lão, phiền ông pha ấm trà cho vị khách quan đây. Được, Cát lão gật đầu lui ra. Uống trà gì chứ, rượu thang hồ làm ấm cơ thể không được sao, người đàn ông để râu nói hùng hồn. Ai ngờ thôn trưởng nghe vậy thì cau mày trợn mắt với ông ta, ho hắng, nói, lão hồ, ông đi tới bếp xử lý con thỏ rừng mới bẫy được đi. Vâng, giờ tôi đi ngay, vừa nghe thấy thỏ rừng, người đàn ông để râu quai nón lập tức bật cười. Đợi sau khi ông ta rời đi, chỉ còn lại Đinh Dũng với trưởng thôn và cậu thanh niên cường tráng kia. Ông không phải là người địa phương này phải không, thấy người đã đi vãn, Đinh Dũng mới nhìn trưởng thôn, lên tiếng. Nghe vậy, trưởng thôn như sớm có dự liệu từ trước, ông ta cười rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, bố tôi là người bản địa. Nhưng mẹ tôi thì không phải cho nên có thể coi tôi là người bản địa, cũng có thể không phải là người bản địa. Tôi muốn biết mục đích cậu tới đây có phải là muốn giết tuyết quái không, không đợi Đinh Dũng lên tiếng, trưởng thôn đã nói thẳng vào vấn đề. Đôi mắt ông ta rõ vẻ hoài nghi nhưng phần lớn vẫn là mong chờ. Về điểm này, người khác có lẽ không nhận ra nhưng Đinh Dũng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra sự mong chờ từ đối phương. Ông ta như thể rất mong Đinh Dũng thừa nhận tới đây tìm kiếm tuyết quái. Có điều sự thực thì lại không phải vậy. Không phải cháu đến đây để giết tuyết quái, Đinh Dũng lắc đầu, sau đó trong đôi mắt anh tỏ rõ sự ngoài nghi, hỏi tuyết quái là gì cơ? Cậu không biết tuyết quái là gì sao, nghe vậy, trưởng thôn mới sững sờ. Ông ta từng nghĩ Đinh Dũng có khả năng không phải tới để giết tuyết quái, nhưng lại không ngờ Đinh Dũng đến tuyết quái là gì mà cũng không biết. Đồng thời điều khiến ông ta phải thất vọng và dấy lên hoài nghi đó chính là Đinh Dũng không phải tới đây để giết tuyết quái thì anh một mình tới Bắc Cảnh vì việc gì. Cháu không biết, cháu tới đây thì mới nghe nói tới tuyết quái, Đinh Dũng nhìn trưởng thôn rồi nói tiếp, trước đây có phải có một nhóm người từng tới đây không ạ? Ông có biết bọn họ đi đâu rồi không? Không chỉ là một nhóm người, từ 2 tháng trước, cứ cách một khoảng thời gian là có một đội đi qua thôn chúng tôi, đi về phía sâu hơn của Bắc Cảnh. Thôn trưởng nghĩ một lát rồi mới nói tiếp, mỗi một người tới Bắc Cảnh đều muốn giết tuyết quái, cậu là ngoại lệ. Tuyết quái rốt cục là thứ gì chứ, Đinh Dũng cau mày. Anh vẫn không thể hiểu nổi bọn họ có ý gì, nó là loài dã thú ở Bắc Cảnh hay là thần vật gì. Trong ký ức của Đinh Dũng, anh chỉ nhớ Thiên Sơn có tuyết quái nhưng sau này đã có chứng minh là giả, còn ở Bắc Cảnh thì anh thực sự chưa từng nghe nói đến. Tuyết quái chính là loài dã thú biến dị. Không nhất thiết là một loài động vật nào, chỉ cần biến dị thì đều có thể gọi là tuyết quái. Lần này không đợi trưởng thôn lên tiếng, cậu thanh niên cường tráng kia đã đáp lời,
thực lực của tuyết quái rất mạnh, so với các loài thú dữ bình thường thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, và lại có con còn thông minh như con người. Bắt được một con là có thể đổi được rất nhiều lương thực ở Phất Tuyết Nhĩ Thành, đủ để cả thôn ăn trong vòng một năm trời. Nghe xong, trưởng thôn cau mày nhưng không nạt nộ gì mà chỉ nói với cậu ta, Sóc Phong, không được vô lễ. Khi người lớn nói chuyện, trẻ con không được chen vào. Con biết rồi ạ, chú Hạ Diệp, nghe trưởng thôn nói, cậu thanh niên cường tráng với cái tên Sóc Phong cúi đầu xấu hổ. Không sao, Đinh Dũng khoát tay, sau đó nhìn sang trưởng thôn với cái tên Hạ Diệp, hỏi thú dữ biến dị. Hiện giờ ở Bắc Cảnh có rất nhiều thú dữ biến dị sao ạ? Đinh Dũng còn nghĩ nhiều hơn bọn họ, nếu nói một con dã thú nào biến dạng thì Đinh Dũng có thể hiểu được. Nhưng nếu như nói có rất nhiều động vật trở nên không bình thường thì hoặc là môi trường sống bị phá hoại nghiêm trọng, hoặc là xảy ra sự thay đổi mà con người không biết. Và sự thay đổi này lại khiến Đinh Dũng không khỏi nghĩ tới việc đã trôi qua lâu rồi, có điều trong lòng anh hãy còn nặng nề. Nếu như thật sự như anh đoán thì e rằng sự việc phiền to rồi. Sóc Phong nói về cơ bản đều đúng, có điều tôi thấy đám thú dữ kia không giống như biến dị mà ngược lại như tiến hóa, Hạ Diệp nói từng từ một. Tiến hóa, Đinh Dũng cau mày hỏi lại, ông có ý gì, cháu muốn nghe rõ hơn. Chừng 7, 8 năm trước, ở nơi sâu nhất của Bắc Cảnh xảy ra một trận lở tuyết khủng khiếp, một trong ba ngọn núi tuyết lớn là Ama de Blam trong chốc lát đã biến thành cái hố sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nói tới đây, Hạ Diệp lại hít vào một hơi thật sâu. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng cứ nhắc tới chuyện này là trên mặt ông ta không khỏi kinh ngạc. Những tộc người đời đời kiếp kiếp sống ở đó cũng chết nơi hố sâu thăm thẳm đó. Và nơi ấy cũng trở thành vùng cấm địa sâu nhất của Bắc Cương. Từ đó có truyền thuyết về tuyết quái. Có người nói tuyết quái trèo lên từ nơi sâu nhất đó. Hạ Diệp mặt mày nghiêm túc nhìn Đinh Dũng, lắc đầu nói, 2 năm trước, chỗ chúng tôi cũng lần lượt xuất hiện dấu tích của tuyết quái. Có điều chỗ chúng tôi cách nơi sâu nhất của Bắc Cảnh phải cả nghìn dặm. Không thể nào là tuyết quái trèo ra từ hố sâu đó sau đó chạy cả nghìn dặm tới chỗ chúng tôi chứ. Quả thực không có khả năng lắm, Đinh Dũng gật đầu. Nghe trưởng thôn nói, trong lòng Đinh Dũng cũng đã có đoán định. Không ngờ núi tuyết Ama de Blam lại bị chôn vùi như vậy. Người khác có lẽ không biết bên dưới ngọn núi âm de Blam này có thứ gì nhưng Đinh Dũng thì rõ hơn ai hết. Nếu như để nó nhảy ra ngoài thì với thực lực của xã hội bây giờ, e rằng rất khó kiểm soát. Mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực, buộc phải nhanh chóng ngưng tụ kim đan, Đinh Dũng chưa bao giờ muốn tăng sức mạnh như bây giờ. Sau khi biết ngọn núi tuyết Ama de Blam sụn lún, trong lòng anh bắt đầu thấy lo lắng. Mặc dù không biết sự tiến hóa biến dạng của những con dã thú này có liên quan gì đến ngọn núi tuyết nhưng anh biết rằng một khi thứ bên dưới núi tuyết kia ra ngoài thì cho dù là anh cũng lực bất tòng tâm. Phải nhanh chóng đạt tới hóa thần cảnh, cũng chính là tuyệt đỉnh của võ đạo mới có thể có khả năng cân bằng. Trưởng thôn, không xong rồi, không xong rồi, những người đó lại đến, đúng lúc này. Một người đàn ông trung tuổi vội vàng hớt hải chạy tới, mặt mày rõ vẻ lo sợ. Có chuyện gì vậy? Hạ Diệp đúng bật dậy cau mày nói, từ từ rồi nói, không phải vội. Những người đó lại tới rồi, và lại còn nói nếu như chúng ta không bắt được tuyết quái thì sẽ giao lãnh địa của chúng ta ra. Mặt người đàn ông trung tuổi tái mét, sợ hãi chỉ ra ngoài, bọn họ còn bắt em Hạ Lan rồi. Hạ Lan là em gái Hạ Diệp, nghe thấy em gái bị bắt, Hạ Diệp liền đứng phắt dậy, cau mày. Hét, mau tập kết người ngăn bọn họ lại. Xin lỗi cậu thanh niên, chỗ tôi có việc gấp cần xử lý, nói rồi, Hạ Diệp mặt mày tỏ vẻ áy náy hơi cúi người nói với Đinh Dũng rồi nhanh chóng rời đi. Cậu thanh niên cường tráng kia khi nghe thấy tin Hoàng lão bị bắt đã lao ra ngoài từ lâu, bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình Đinh Dũng. Đi ra ngoài xem, Đinh Dũng lẩm nhẩm, đứng dậy đi theo. Vì cả thôn vốn dĩ diện tích cũng không lớn. Chừng 100 hộ nên tổng cộng có 2-3 con đường. Chẳng mấy chốc Đinh Dũng đã tìm thấy được nơi bắt đầu mọi chuyện. Trên con đường chính của thôn nhỏ này, một đội người cưỡi ngựa lông dài bị những nông dân trong thôn vây lại. Bọn họ tổng cộng có 7-8 người, nhưng người nào người nấy đều mang theo con dao dài trên lưng. Thân hình lực lưỡng cường tráng khiến người ta không khỏi kiêng dè. Trên cổ những con ngựa lông dài này có cái bờm màu trắng rất dài. Toàn thân đều được bao phủ bởi lớp lông rậm cho nên khả năng chịu lạnh của chúng rất tốt. Thân hình những con ngựa này trông cũng rất khỏe khoắn và rắn chắc, trong đôi mắt màu nâu xám đậm kia còn mang theo vẻ lạnh lùng thấy rõ. Đinh Dũng đã từng thấy giống ngựa này, tầm 300-400 năm trước anh từng tới Bắc Cảnh,
thấy giống ngựa lông dài đặc biệt ở đây. Nó không những có khả năng chịu lạnh rất tốt mà sức bền lại càng khiến người ta phải trầm trồ. Cho dù là Đinh Dũng thấy thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Giống ngựa này có thể đi hàng 600 dặm vào ban ngày trong băng tuyết giá lạnh. Nên biết rằng ban ngày đi được 600 dặm là khái niệm thế nào. Hiện nay các phương tiện hiện đại càng ngày càng tiện lợi, có lẽ người ta sẽ không thấy việc đi được 600 dặm nhanh đến mức nào, nhưng Bắc Cảnh vốn dĩ có môi trường khắc nghiệt, đường xá lại gập ghềnh khúc khuỷu, vào tới nơi sâu thì băng tuyết quanh năm cũng phải dày 3 tấc, ngựa có thể duy trì tốc độ 600 dặm ở môi trường thế này đã là tốt lắm rồi. Cũng có thể nói giống ngựa lông dài này có thể duy trì tốc độ 600 dặm không ngừng nghỉ, không uống nước và cứ thế chạy trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Sức bền như vậy thì loài ngựa ở vùng Giang Bắc Giang Nam không thể nào so sánh được. Cũng may vùng Giang Bắc Giang Nam đã đào thải ngựa, hiện giờ giống ngựa còn lại ở đó phần lớn đều được dùng để lấy thịt, cũng chỉ có môi trường giống như Bắc Cảnh thì mới buộc phải dùng đến ngựa. Những người này có thể cưỡi ngựa lông dài, vậy thì thân phận và lai lịch chắc chắn không hề đơn giản. Các người muốn tạo phản hả, tên cầm đầu là một gã đàn ông để râu quai nón, mặt mày hung tợn. Vết sẹo rất dài trên mặt càng khiến hắn trông dữ dằn hơn. Trên con ngựa của gã đàn ông để râu quai nón còn có một cô gái mặc đồ bằng vải thô đang nằm bò trên đó. Cô gái cũng chừng hơn 20 tuổi, nhìn không rõ diện mạo, cứ thế vùng vẫy trên lưng ngựa. Có điều cho dù cô gái này có cố gắng thoát thân thế nào cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của gã đàn ông để râu quai nón. Thả em gái tôi ra, Hạ Diệp nhìn gã đàn ông râu quai nón, mặt mày không hề sợ hãi. Nghe thấy giọng trưởng thôn Hạ Diệp, Đinh Dũng mới biết hóa ra cô gái trên lưng ngựa kia chính là Hạ Lan, em gái của ông ấy. Trưởng thôn Hạ Lan, đừng trách tôi không cảnh cáo ông, nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì đừng trách chúng tôi vô tình. Gã đàn ông râu quai nón chỉ vào xung quanh thôn bản mà hắng giọng, những nơi này đều do tộc Bắc Giã của chúng tôi cho các ông. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho thì các ông phải giao hết toàn bộ nơi này ra. Còn cô gái này... coi như là chút lãi mà chúng tôi thu về trước, nói xong, hắn ta bật cười quái dị, giơ tay vỗ vào bộ ngực căng tròn của Hạ Lan. Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, Hạ Lan nằm trên lưng ngựa vùng vẫy, miệng còn mắng chửi, khốn nạn, thả tôi ra, thả tôi ra. Mặc dù bọn họ nói tiếng địa phương ở Bắc Cảnh nhưng Đinh Dũng sống hơn 5.000 năm rồi, có thể nói các ngôn ngữ vùng miền Anh đều hiểu một chút. Không dám nói là tinh thông nhưng nghe hiểu thì không vấn đề gì. Bọn chúng cần tuyết quái làm gì, Đinh Dũng lẩm bẩm. Xem ra tuyết quái có tác dụng khác, nếu không thì đám người này cũng không thể ép trưởng thôn ở đây bắt tuyết quái cho chúng được. Chỉ không biết là đám người này dùng tuyết quái để làm gì. Lúc này, ở phía trước đột nhiên vang lên một loạt những tiếng động lạ, ngay sau đó liền nghe thấy giọng của trưởng thôn Hạ Diệp, đứng lại, chúng tôi sẽ giao tuyết quái nhưng hôm nay đừng ai đưa em gái tôi đi được. Hạ Diệp lúc này mặt mày phẫn nộ, là người làm anh. Ông ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn em gái mình bị đám súc sinh này đưa đi. Kể cả là mạo phạm thượng tộc thì ông ta cũng không lùi bước. Ông đang nói gì hả? Nghe Hạ Lan nói vậy, gã đàn ông râu quai nón kia mặt mày biến sắc, hắng giọng, ông nên biết mọi hành vi và lời nói của ông đang đại diện cho tương lai của cái thôn này. Ông dám mạo phạm thượng tộc thì theo quy định phải tiêu diệt cả thôn, đến chó gà cũng không được thoát. Nói tới đây, hắn ta lại bật cười hống hách. Hắn rút ra con dao dài cắm ở hông mà nạt nộ, còn không cút ra. Sóc phong, bao vây bọn họ lại, Hạ Lan mặt mày khó coi, hạ giọng nói. Ông ta dứt lời, những nông dân vốn dĩ đang tập trung lại với nhau lập tức bao vây đám người phía gã đàn ông để râu quai nón, người nào người nấy nhìn bọn chúng với vẻ mặt căm thù, như thể chỉ cần trưởng thôn ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức lao vào đám người kia, liều sống chết với chúng. Chúng mày muốn chết rồi đấy. Gã đàn ông để râu quai nón lên giọng, con dao dài trong vai vung lên thật mạnh rồi chém về phía Hạ Diệp. Chú Hạ Diệp, cẩn thận, thấy gã đàn ông chém con dao, Sóc Phong vội hô. Cũng không biết cậu ta lấy đâu ra dũng khí mà đẩy ngay Hạ Diệp sang một bên, sau đó giơ đoạn gỗ trong tay lên đỡ. Giây phút con dao kia chém xuống chính là chém về phía người cậu ta. Sóc Phong, mọi người thấy cảnh này thì đều ngỡ ngàng. Hạ Diệp mặt mày tái mét. Ông ta giơ tay ra kéo Sóc Phong. Có điều tốc độ của ông ta mặc dù nhanh nhưng lại không thể nhanh bằng con dao kia được. Khi ông ta túm được vai Sóc Phong thì con dao kia đã chém ngay vào đoạn gỗ trên tay Sóc Phong. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Tam Linh 247 Android.
hoặc Finovo, iOS, để ủng hộ tác giả, dịch giả nhé. Khập một tiếng, con dao dài sắc bén vô cùng, cứ thế chém đoạn gỗ thành hai phần. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Hạ Diệp kéo ngay Sóc Phong về, tránh qua đòn công kích chí mạng. Con dao sắc lẹm chém qua chỉ khiến ngực Sóc Phong bị thương ngoài ra chứ không hề khiến cậu ta thương nặng. Khốn khiếp, chúng mày đúng là muốn chết rồi đấy, gã đàn ông để râu quai nón thấy thế thì phẫn nộ, mặt mày hắn ta tái đi, sau đó hắn ta chĩa con dao về phía Hạ Diệp rồi giống giật, dám mạo phạm thượng tộc, chúng mày nhất định phải trả giá. Giết cho tao, hắn ta dứt lời, 7, 8 tên cưỡi ngựa lập tức xông về phía đám người. Liều với chúng, người đàn ông để quai nón trước đó dẫn Đinh Dũng vào gặp trưởng thôn lúc này hô to. Cũng không biết ông ta lấy đâu ra con dao rất to mà xông vào một tên trong số đó. Nghe lời ông ta, những nông dân này cũng lấy lại tinh thần. Bắc Cảnh không hổ là nơi coi trọng võ thuật, người nào người nấy đều sùng võ. Những nông dân này mặc dù thực lực không mạnh nhưng cũng rất có bản lĩnh. Chỉ đáng tiếc trang bị của bọn họ so với đám người cưỡi ngựa kia lại khác xa nhau một trời một vực, và lại khả năng chiến đấu cũng không cùng đẳng cấp nên chỉ mới tiếp cận là đã có nhiều người bị giết hại. Thấy cảnh này, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Lúc này Đinh Dũng mới phát hiện ra những nông dân này phần lớn đều có độ tuổi trên 45, thanh niên trai tráng chỉ chiếm phần rất ít. Những nông dân với cơ thể yếu căn bản không phải là đối thủ của 7, 8 tên này. Thấy dân trong thôn bị giết hại, Hạ Diệp tức tối gằn lên, lúc này mắt ông ta đỏ ngầu, tay nắm chặt đầy tức tối. Ông ta cầm ngay cây gậy gỗ xông lên. Thực lực của Hạ Diệp không phải là yếu. Ông ta có lẽ có chút tu vi về võ đạo, khoảng chừng tầng thứ 7, cũng không chênh lệch về thực lực quá nhiều so với tiểu đội cưỡi ngựa này. Thế nhưng vì trang bị vũ khí khác nhau nên hai bên chỉ cần chạm mặt nhau thì cây gậy gỗ trong tay Hạ Diệp đã bị con dao dài của đối phương chặt gãy. À, đúng lúc này, Sóc Phong hét lên thất thanh, lảo đảo lùi về sau. Đinh Dũng thấy vậy thì thay đổi hẳn sắc mặt, ấn tượng mà cậu thanh niên này để lại trong anh vô cùng tốt đẹp, lúc này thấy Sóc Phong bị thương. Đinh Dũng không chần chừ thêm, cứ thế lao như mũi tên lên đỡ lấy Sóc Phong. Tao giết chúng mày, Sóc Phong nghiến răng điên cuồng hét, đến đây, có bản lĩnh thì đến giết tao đây này. Đừng cử động, Đinh Dũng đỡ cậu ta, cau mày lên giọng. Lúc này toàn thân Sóc Phong đều toàn máu là máu, ở ngực còn có vết thương dài chừng nửa tấc. Con dao sắc lẹm kia suýt chút nữa thì chém rạch lìa cả ngực cậu ta ra. Đinh Dũng vội giơ tay phong tỏa vài huyệt vị lớn trên người cậu ta để tránh mất quá nhiều máu. Không muốn chết thì im miệng cho tôi. Cậu còn trẻ, sao có thể dễ dàng nói ra từ chết như vậy? Cậu chết thì có thể báo thù cho người thân bạn bè của cậu không? Đinh Dũng vừa cau mày nạt, vừa giơ tay ra đẩy linh lực vào cơ thể Sóc Phong làm liền vết thương. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Sóc Phong lập tức im bặt, nhưng ngay sau đó cậu ta lại biến sắc vội hét lên, cẩn thận. Giây phút Sóc Phong dứt lời, Đinh Dũng đã nghe thấy những âm thanh gào thét trên đỉnh đầu. Anh cau mày, một tay đặt vào vết thương của Sóc Phong, một tay giơ lên điều tiết linh lực thoát ra bao lấy phần trên bàn tay của anh để tay không bị thương. Thấy Đinh Dũng đột nhiên lại tay không tiếp đao, gã đàn ông kia nhếch miệng cười tàn nhẫn như thể đã thấy được cảnh Đinh Dũng bị con dao dài của mình chém cho máu me be bét. Nhưng giây phút sau đó, mặt hắn ta lại tái mét đi, suýt nữa thì ngã khỏi ngựa. Bàn tay trông có vẻ yếu đuối của Đinh Dũng đột nhiên lại như thanh sắt, cứ thế bóp chặt lấy con dao dài. Anh không những không hề bị thương mà bàn tay lại như gọng kìm, kẹp chặt lấy con dao. Cho dù gã đàn ông kia dùng sức thế nào cũng không thể rút con dao ra khỏi tay Đinh Dũng. Mày sao có thể, hắn ta mặt cắt không còn giọt máu. Hắn còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã dùng sức ở tay khẽ vung, gã ta cứ thế theo đà ngã từ trên ngựa xuống đất. Lạm sát người vô tội. Tội đáng muôn chết, giết không tha, Đinh Dũng nheo mắt. Giây phút sau, anh bóp con dao dài rồi rạch một đường trước người gã đàn ông. Một cái đầu lập tức bay ra ngoài, rơi lộc cộc ra đất. Đinh Dũng đánh bay cái xác không đầu ra khỏi đó. Mãi cho tới bây giờ, trên cổ phần xác không đầu mới trào máu tươi. Không cần nghĩ cũng biết con dao vừa rồi Đinh Dũng vung ra nhanh và dứt khoát thế nào. Mày giết người của thượng tộc rồi, Đinh Dũng chỉ cần một đao đã giết luôn gã đàn ông kia. Sóc Phong trông thấy thì ngây người, có điều cậu ta đã nhanh chóng phản ứng lại, không màng tới cơn đau mà cứ thế quỳ dưới đấn cầu xin, xin cứu tộc người của em, xin anh cứu tộc của em. Nghe Sóc Phong nói vậy, Đinh Dũng cau mày,
Thực ra anh không muốn lo chuyện Bao Đồng, nhưng lúc này anh lại bất giác nhìn sang dáng vẻ điên cuồng hòng giết chết nông dân của đám người này. Anh chỉ biết bất lực thở dài. Đại ca, hắn giết người của chúng ta, một gã đàn ông đứng gần Đinh Dũng nhất nhìn thấy đồng bọn bị Đinh Dũng chặt đầu thì đột nhiên mặt mày biến sắc, vội chỉ vào Đinh Dũng mà hét lớn. Cái gì, gã đàn ông để râu quai nón đang chèn ép Hạ Diệp nghe vậy thì cũng thay đổi hẳn sắc mặt, những động tác tay của hắn ta chậm hơn vài phần và bị Hạ Diệp nắm quyền chủ động, phản công lại. Gã đàn ông râu quai nón vội ứng phó với chiêu thức tấn công của Hạ Diệp, đồng thời hét lên với những tên còn lại, dám giết người của tộc Bắc Giã, chúng mày lên hết đi, chém chết nó cho tao. Nghe mệnh lệnh của đại ca, ngoài tên bị ông già râu dài túm ở ngoài ra thì năm tên còn lại lập tức phi ngựa xông lên. Muốn chết, vốn dĩ Đinh Dũng không muốn lo chuyện Bao Đồng nhưng anh biết từ giây phút anh biết hắn ta ra tay thì khó tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng tranh đấu, và lại anh còn có việc cần hỏi Hạ Diệp, không thể để bọn họ chết ở đây, cho nên lúc này anh mới nói với Sóc Phong, cậu cứ ở đây đừng cử động, tôi giết chúng. Chỉ một câu nói tùy ý của Đinh Dũng mà lại giống như sấm rền trong lòng Sóc Phong, những kỵ binh thiết giáp Bác Giã chẳng khác gì thần trong mắt bọn lại dễ dàng bị đánh trong chớp mắt. Mà điều khiến cậu ta ngỡ ngàng hơn cả đó chính là Đinh Dũng làm thật. Dứt lời, Đinh Dũng đứng phắt dậy, trong tay nắm chặt con dao dài cướp được từ tay gã đàn ông ban nãy rồi lao như mũi tên không quay đầu lại, cứ thế xông về phía năm tên còn lại. Vốn dĩ khoảng cách không quá xa, lại thêm hai bên đều đang tiến về phía trước nên chẳng mấy chốc mà Đinh Dũng và năm tên kia đã va vào nhau. Giây phút hai bên lại gần nhau, Đinh Dũng đạp mạnh xuống đất, cả người vọt lên cao. Con dao dài trong tay chém ra không nương tình. Với góc độ phù hợp, né được đòn tấn công của năm tên kia, Đinh Dũng vung một đao bổ thẳng vào đầu một trong năm tên đó khiến phần trán của hắn bay thẳng ra ngoài. Ngay sau đó Đinh Dũng không hề chần chừ, lăn một vòng trên lưng ngựa, cả cơ thể vô cùng linh hoạt, con dao dài trong tay lại như hóa thành lưỡi hái tử thần, mỗi một lần vung ra thì ắt một tên phải mất mạng. Cả quá trình diễn ra không đến nửa phút. Vừa rồi năm gã kỵ binh kia mặt mày hãy còn giảo hoạt, đòi hủy diệt thôn này nhưng trước mặt Đinh Dũng lại giống như người giấy, yếu ớt chẳng đánh lại được một đòn. A, tên cuối cùng kêu lên thảm thiết, bị Đinh Dũng chém đứt hông, nửa thân trên bay khỏi ngựa còn nửa thân dưới vẫn còn trên ngựa. Một cơ thể chỉ còn lại từ hông trở xuống mà còn cưỡi trên ngựa và phi với tốc độ rất nhanh về phía trước. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà tên kỵ binh đó trông thấy, sau đó khi gần kề cái chết. Hắn gào thét thảm thiết một tiếng rồi im bặt. Lúc này tên kỵ binh bị người đàn ông để râu quai nón túm, thấy cảnh này thì cứng đơ người, trong chốc lát mất đi phương hướng. Ông ta lập tức nắm lấy cơ hội, tung một đấm khiến hắn ta phải nhào từ ngựa xuống, sau đó không cho hắn cơ hội đứng dậy, ông ta lao lên như dã thú, bẻ gãy cổ đối phương. Phản rồi, phản rồi. Hạ Diệp, chúng mày gan to dám mưu phản, tộc Bắc Giã sẽ không tha cho chúng mày. Thấy những thuộc hạ của mình đều chết thảm, gã đàn ông để râu quai nón mắt đỏ ngầu giống lên đầy tức giận, cho dù chúng mày có trốn đi đâu thì tộc Bắc Giã sẽ không cho chúng mày được yên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.